ai rồi? Áo bò lông côn. Ừ, áo bò lông côn cũng được. Mình sao mỡ mỡ nó loài mỡ nó loài loài cả mỡ luôn sao mà chỉ là tôi nhỉ tôi lại vả nó vàng đôi mắt bây giờ láo. Hello chị Hà, ôi giời ơi chị Hà vào nhanh thế, tốc độ luôn, tốc độ luôn. Biết con của em ơi. Ôi đơn hôm qua này em chưa gọi xong tại vì là đơn hôm qua là bảo là thôi hôm nay em nghỉ, nhưng mà thôi lại em tối em cũng không làm gì ấy, thế là em lên luôn. Và đơn hôm qua đã gọi xong đâu chị, hôm qua mới gọi được một nửa chưa Duyên Hà Lân. Đơn hôm qua đã gọi được một nửa đơn mới chưa? Mới được một nửa, chưa đến một nửa đâu, em nghĩ là chưa đến một nửa. Đây là ngày mai bên em sẽ gọi bù nha cả nhà nhá. Ok, em có lấy chị Hạnh này. Rồi, hello chị Phan. Đang đến ngày chờ nhận hàng của nhà lái đây. Em cảm ơn chị Uyên nhá. Hello chị Huyền. Yêu hàng nhà chị quá à. Thế không yêu em à? Chị yêu hàng của nhà em rồi. Ok, em chào cả nhà nhá. Rồi, chị nào đang xem các chị ở comment giúp em nha mọi người. Hôm nay có em hot. Hôm nay em lại có lên áo khoác nỉ đấy. Manto dáng ngắn nhá, hôm nay sợ cho chị manto dáng ngắn để lên. Có manto dáng ngắn luôn cả nhà ơi. Em lần nào mà không thấy trả lời lên vét đi à. Có còn vét thì em sẽ lên cho mọi người cái đấy nhá. Ê, lấy cái giấy để lau đi. Áo em mặc có lên cả nhà. Bộ nam em không. Bộ nam thì chắc là em không về bộ nam đâu. Bộ nam tại vì là em cũng không biết là các chị thích bộ nam là kiểu như thế nào. Ví dụ là các chị thích cho anh là bộ nam len, kiểu là bộ nam kiểu áo khóa hay là áo chui. Nếu mà mọi người có nhu cầu gì các chị comment, để nếu mà em được em sẽ về cho mọi người. Thì thực ra em cũng không biết là các anh thích bộ mặc bộ chui hay là thích mặc bộ kiểu là có khóa. Quần thì là quần bo hay là quần ống suông. Đó, chất liệu là chất gió hay là chất umi. Đó, nó có nhiều loại nha cả nhà, chứ không phải là bộ nam thì nó rất nhiều loại ấy, nhưng không phải nó có một loại đâu. Quần em lại mà có lên nha mọi người nhá. Em không, em có làm cầm đâu. Cảnh báo hàng nhà cô này. Sao lại cảnh báo ấy chị ơi? Nhận được hàng nhà lại đẹp quá luôn. Em có giải chị Diễm nhá. Đặt hàng 1 tháng rồi mà chưa nhận được hàng. Chị cho em xin lại số đi ạ. Áo len lại mà có lên. Hello cả nhà. Em thì chưa chỉnh sửa cái gì trên mặt hết. Chưa làm cầm á. Không. Cầm gì? Cầm gì rất nhã nhã. Nhiều á? Nhìn kiểu cầm chị bị nhão à? Em sẽ chụp cho chị xem một cái góc của mình. Nhưng mà không có nạo không? Đứng là đi, ý là sao? Ý là cái cầm thì bị sao nhão á? Kiểu giống như đi làm á? Đâu xem nào? Ờ à, đây chụp đi. Áo lên này mà có lên, quần lên nhưng em có lên nhá cả nhà. Cho chị áo gió lên này chưa đi. Nó bị nổ mà. Nhưng mà nó thẳng mà. lên vét đi lại ơi, lên đi lại ơi. Ok, em sẽ lên luôn cho mọi người nhá. 5 ngày mà không thích trả lời á. Gì mà 5 ngày mà không thích trả lời với chị nhờ. Thôi cả nhà ơi, lên luôn đi. Cái này là theo mẫu không em? À, gió này lông côm à. Làm nó với chị một thành một mã đi. Có theo mẫu không? Hết không theo mẫu đúng không? Lên quần em lại mặc chưa? Thôi đâu, em có làm cầm đâu. Nè, ai làm cầm lại bóp như thế này. Cha sinh mẹ dưỡng như thế nào thì em vẫn đang còn giữ nguyên lành. Chưa làm cái gì hết, ngay cả lông mày rồi. Em cũng lông mày cũng chưa nhá. Mũi cũng chưa nhá. Cầm cũng chưa nhá. Nhiều chị hỏi lắm, nhiều chị hay bảo: "Ôi, sao nhìn giống em giống như làm cầm?" Chưa, em chưa đủ tiền để làm. Vì sao hai em còn nhá. Tìm filler cũng chưa tìm luôn. Trời ơi, thật mà. Em làm em sẽ nói, việc gì không phải nói với chị đúng không? Mình đẹp thì mình bảo cho các chị làm đẹp, nhưng mà em chưa làm cái gì hết. À nay màu son. Áo em lại mặc có lên nhá. Thật em chưa làm, trời ơi. Em không bán son em chị. Rồi bán son nữa thì chắc chết. Nhiều quá.
đặt hàng gần tháng mà chưa thấy hàng đâu. Chị Quỳnh cho em xin số, nhìn rồi em đi đi tiêm mà. Ok, mà đấy chị Thảo nhá, em là lên luôn nhá. Lên nào, em áo em đang mặc luôn, móc cho chị màu đi. Áo này rẻ lắm, rẻ dã ma luôn mà ấm ấy. Kiểu đang lạnh mà tự nhiên mặc áo này vào chắc đúng là như kiểu là mình đang gì nhá? Mình đang mặc một cái áo lên dày sụ luôn cả nhà. Áo em lại có lên nhá cả nhà ơi. Quần em mặc có lên luôn này, 5-6 ngày rồi, shop ok chị Lan nhá. Comment cho em kiểm tra đơn hàng và kèm số điện thoại. Ok chị ạ. Like sớm đi để chị có mua được. Ok, bắt đầu lên luôn. Hôm nay là khủng bố tinh thần ấy, là mọi người chuẩn bị tinh thần trước nhá. Coi áo hồng lần sau. Ok chị gái, áo hồng lần sau đúng không? Ok, có lên luôn. Em có thấy chị Lương nhá cả nhà nhá. Quần em lại mặc có lên. Rồi mọi người ơi, em lại bắt đầu lên luôn. Những cái này là hết hàng rồi em ơi. Bây giờ gỡ gạc một tí đi. Lên mã gì đầu like được nhở? Lên mã gì đầu like được các chị gái ơi. Cardigan hôm nay rất nhiều. Yên tâm, hôm nay là cardigan, hôm nay em lên kho. Hôm nay em lên trên tầng, trời ơi, hàng chắc em gọi là em xây sẩm mặt mày luôn. Rồi mọi người ơi, bắt đầu em lên luôn. Và các chị lên luôn cho em là mã này nhá. Áo gió đi nhở. Bình thường em vẫn bán là 101 một cái. Nhưng mà cái này nó sẽ là hàng lẻ, lẻ mẫu ấy. Và các chị sẽ không chọn mẫu nha cả nhà. Em ơi, không chọn mẫu và mình sẽ chốt cho em là các chị lấy mấy cái là mình sẽ chốt cho em mấy cái được chẳng, có nghĩa là các chị lấy 2-3 cái thì mình sẽ đăng ký 2-3 cái, hoặc mình lấy một cái thì mình sẽ đăng ký một cái và mình sẽ lên luôn cho em mã này là gì được nhỉ? Hả? Thế đem vào đây lông côm, cái này còn lẻ sai như này để chị biết được bán bao nhiêu, tặng khách bao tiền, tặng khách bao tiền được nhỉ? Thôi tặng đầu like cho các chị nhá. Còn nhiều không nhỉ? Chắc cái này em còn ít, nói chung là em cũng không biết là còn nhiều hay ít, nên là em sẽ tặng cho mọi người luôn áo này, rẻ lắm. Tri ân nhá, giá lỗ vô luôn này. Em tặng cho chị luôn áo này. Lên luôn cho em mã số là xả áo gió đi. Không, các chị lên cho em mã gì rồi nhở? Mã là xả áo gió đi cũng được. Xả gió nhá, xả gió cho nó ngắn gọn. Xả gió và kèm số điện thoại cho em này. Lên luôn cho em lại mã số là xả gió và em tặng khách luôn. Áo này tặng bao tiền rồi nhở? Thôi em tặng cho chị coi như là tương tác nhẹ nhẹ một chút nha. 69.000 cho em, 69.000 đi. Không chọn mẫu cho em nhá mọi người. Cái này em sẽ là bốc ngẫu nhiên và em sẽ tặng cho chị là 69k. Mình lên ngay và liền cho em mã này là gì đây? Xả gió cho em, tặng khách luôn là 69k. Yên tâm, mã này làm cho chị 100 cái đi. Tặng cho chị 100 cái vậy. Em lại tặng 100 chị nhá cả nhà ơi. Rồi, đồng hồ đang đeo có bán. Coi đây luôn cho em là mã số là gì đây? Xả gió và chốt đơn cho những chị nào có chia sẻ like 69k cho em lại thôi. Trời đất ơi, lông côm nhá, lưu ý cho em là lông côm nhá, không về là lại ơi. Cái này không được mẫu như chị chọn rồi ơi em ơi, là em không có chốt đâu. 69.000 cho em đẹp không, cho chị bóc nhanh không? Nó nhiều mẫu lắm, áo này toàn em bán qua rồi. Trời ơi nè, đẹp không, đẹp không? 69.000 thôi, ngẫu nhiên nhá. Chị nào làm vài cái mà mặc em thấy thật, thời tiết này mặc áo gió thì phê rồi. 69.000 đồng đi. Comment luôn cho em mã số là xả gió nhá. Tương tác đầu la nhẹ nhẹ, em lại tặng cho chị 69k. Này, toàn áo đẹp thôi cả nhà ơi, toàn áo xinh, toàn áo đẹp thôi. Tặng khách là 69.000 đồng. Cho em xin nút chia sẻ like nhá cả nhà nhá. Đợt hôm qua nhà em chưa gọi cả nhà ơi. Đợt hôm qua nhà em chưa có gọi đâu ạ. Mới gọi được một ít. Còn lại thì sáng mai nhà em sẽ gọi bù nhá. Đây, các chị nhìn hộ em có đẹp không? Xuất sắc không? Comment luôn cho em là xả gió, làm với chị đúng 100 cái thôi. Em tặng khách là 69.000 đồng nhá. Comment hộ em đúng mã số xả gió và kèm số cho em là 69k. Em ơi đẹp dã man, thật sự là đẹp luôn. Thôi lên luôn cho em là mã cú pháp là xả gió nhá. Tí nữa lên manto nhiều lắm, manto rất là nhiều luôn. Tí nữa lên siêu nhiều manto cho các chị gái luôn. Hôm nay toàn hàng đẹp thôi. Thôi lên luôn cho em là mã cú pháp là xả gió được chưa ạ? Cái này mình sẽ là không chọn kiểu cho em nhá. Đây này, nó có ít như thế này thôi. Em tặng cho chị 69k nhá. Làm với chị 100 chiếc đi. Tặng đúng 100 chị, trời ơi. Toàn hàng em toàn bán trăm mấy ấy, nhưng mà cái này là lẻ lẻ sai lẻ số ấy. Thôi coi như em lại tặng cho chị luôn nhá. Giá hoan hỉ đầu livestream tương tác nhẹ nhẹ. Comment luôn cho em mã cú pháp là xả gió cho em. Và em tặng khách với giá chỉ có bao tiền? Trời ơi, 69k một chiếc. Nhà em toàn hai lớp thôi, không có một lớp. Đúng không? Toàn hàng hai lớp xịn sò, em qua nhá. Lên áo bò lông côm em ơi. Áo bò lông côm tầm bao nhiêu chiếc nhỉ? Lên luôn cho em áo bò lông côm. Xả bò. Xả khoác đi, xả khoác bò đi. Còn bao nhiêu chiếc em? 30 không? 25-30. Em là em tặng cho chị luôn giá đầu like được chưa? Áo này thì chốt chắc là tầm 25 cái, tại vì em còn 25 chị thôi. Trời ơi. Áo này bình thường nếu mà các chị đi mua một con áo khoác bò đúng không? Phải 140. Em bán rẻ nhất cũng phải
phải 140.000. Đó. Nhưng mà thôi bây giờ em lại gọi là chiên các chị đi, 25 30 cái thôi, ok tặng nốt. Lên luôn cho em á, số là xả áo bò, xả khoác bò đi. Bây giờ xả các chị luôn bao tiền nhỉ? Trời ơi rẻ lắm, rẻ dã man. Em tặng mỗi chị một chiếc được chưa? Cho em xin một nút lên trang cá nhân, ba lời lên nhóm cho mọi người nhá. Và em tặng khách luôn. Thôi em tặng các chị đi, gỡ gạc là bao nhiêu thì gỡ. 69.000 thôi. Áo khoác bò cho em 69k. Còn đây luôn cho em mã số là xả khoác bò. Bình thường cái này em vẫn bán 140. Thôi bây giờ em tặng các chị 69.000 đây. Áo khoác bò nó có nhiều kiểu nha cả nhà nhá. À ok chị Bình ơi, chị cứ cọc, nếu mà cọc giúp em thì yên tâm là nhà em nhận được cọc, bên em sẽ có bộ phận gửi vào tin nhắn đó. Thì các bạn sẽ là check đơn cho mọi người, yên tâm nhá cả nhà nhá. Comment luôn cho em mã này là gì đây. Xả khoác bò và sẽ kèm số điện thoại cho em. Năm nay là lạnh đấy, em thấy bảo bên phiên dịch bên Trung Quốc bảo năm nay lạnh em ạ. Bên Trung Quốc lạnh lắm, lạnh hơn cả Việt Nam luôn. Mà các chị biết rồi, thời tiết bao giờ nó sẽ đến từ Trung Quốc và sau đấy nó sẽ tràn về mình. Năm nay lạnh cực kỳ luôn đấy. Comment luôn cho em là xả khoác bò nhá. Em tặng khách luôn 69.000 đồng cho em lại luôn. Chắc rất là đẹp luôn. Trời ơi 69k. Rồi lên luôn cho em đúng mã số là xả khoác bò này. Em tặng khách là 69k. Áo này mình sẽ là không chọn kiểu cho em nhá. Chỉ chọn chị nào chia sẻ một lần thì lấy một cái, hai lần thì hai cái, tối thiểu là ba cái thôi. Tối thiểu ba chị thì sẽ là ba cái để bọn em, để bên em lấy cho mọi người ba cái mẫu khác nhau. Đó được chưa ạ? Ok, lên áo em mặc luôn nhá. Số lượng ít cho chị màu đi. Lên áo chị mặc là mã bao nhiêu nhỉ? Đây này, có cái cục ở đây này. Áo em mặc luôn nhá. Chất thì đẹp nhất cái nách luôn. Này các chị nhìn form áo này. Đẹp không? Áo này chất dày, chất đẹp, len xịn, len đẹp. Mở màu với chị chưa đi. Mã bao nhiêu nhỉ? Len áo em lại mang nhá. Mỗi màu có 10. L13. Eo ơi đẹp thế cả nhà. Mong đợi đợi chờ bao nhiêu lâu áo này mới về. Chất đẹp lắm. L13 và kèm màu cho em là. Đọc với chị cái bảng màu trên máy với. Trời ơi. Trắng, đen, nâu. Đợi em một chút em sẽ đọc bảng màu để mình chốt nhá. L13. Áo này siêu xinh luôn cả nhà. Trời ơi. Trời ơi, đẹp quá. Lên luôn cho em mã số là L13 và kèm màu cho em lại nhé cả nhà ơi. Ghi à, từ từ, đọc với chị màu nhá. Màu đang mặc là nâu đúng không? Nâu này, xanh này, đen này, trắng này, ghi này. Và kem à? L13. Áo này là len cổ 3 phân, chất rất là xịn luôn cả nhà. L13 cho em cả nhà nhá. Comment luôn cho em mã này là L13, áo em đang mặc. Trời ơi, áo này các chị đang mua của Hot Girl bao tiền? Hàng đắt đúng không? Hàng này nếu mà các chị mua ở ngoài sắc cứ phải sắc là 180. Áo len đầy vụ nhưng mà đầu vụ nhưng mà em chỉ có mỗi màu 10. Cái này có mỗi màu 10 thôi nha cả nhà ơi. Được chưa ạ? Comment luôn cho em mã số là L13 cho chị xem là cái này nhập bao nhiêu nào. Để tặng các chị con này đi. Chất đẹp lắm. Chất rất là xịn luôn này. Trời ơi. L13 và kèm màu cho em là nhá. L13. Lên luôn cho em mã số là L13. Sớt rồi chị xem nào. Chị nào lấy L13 mình lên luôn cho em là L13. Em có màu đang mặc là nâu. Màu này chị lên cho em là màu kem đi. Len xịt, len dày, chất rất là đẹp luôn cả nhà. Nhìn chất hộ em này. Chị ơi sáng mai nhé mọi người. Sáng mai đi ạ, bây giờ nhân viên nhà em nghỉ rồi. Sáng mai bên em check sớm, còn yên tâm là mọi người cọc ấy. Thì cái đơn hàng đấy thì bên em sẽ trừ mà. Màu ghi cho em nhá, màu ghi đây. Áo này đang rất là hot, được chưa? Hot, hòn hòt luôn. Màu toàn màu xinh thôi. Màu trắng, màu đen và màu sân rêu. Lên luôn cho em mã số là L13, chất đẹp lắm, len cổ bao. Nó kiểu len len như này này, không phải cổ 3 phân đâu. Đó, nó cũng là cổ cao một chút, chắc là tầm 1-2 phân gì đấy thôi, được chưa ạ? Màu đen cho em lại luôn này. Áo này em lại tặng các chị luôn, giá rất là rẻ, giá siêu siêu rẻ luôn. Áp dụng chị nào chia sẻ like nhá. Có chia sẻ like mới có đơn áo đầu like tương tác, coi như là một cái mã đầu like tương tác cho mọi người. 139.000 cho em đi. Em tặng chị 139 đi. 139.000 thôi. Trời ơi, em thấy mấy nhà toàn báo em là xỉ áo này đã là 160 rồi. Có nếu mà hàng loại 1 đã là 160, em tặng chị 139k. Lên luôn cho em mã này sẽ là gì cả nhà ơi? L13 và kèm màu cho em. Tặng khách là 139.000. Áo này xinh lắm. Trời ơi, cân mọi loại dáng luôn. 6263 cân em chốt đơn len các chị không? Thấy em mặc không? Len nó dày nhá, không phải là len mỏng đâu, nó dày, nó mềm, nó mịn, nó sướng như thế này. Rồi lên luôn cho em lại mã số là L13 cho em nhá. Tặng khách là 139.000 đồng cho em, rất là đẹp luôn. Em Phương ra bảo công ấy chị cái mẫu này luôn đi. Lấy luôn cho chị cái mẫu này luôn đi. Thêm số lượng đi không lại sợ lại hết.
Áo hồng đằng sau em lại có lên Tình yêu nào léo này lên cho em lại là L13. Đặt dư của chị mã này nhá, màu nâu đặt dư một chút. L13 ok chị Trang đủ màu. Chị Nhi Hoàng có cho em là rêu, chị Hương lấy hai cái ok bác luôn. Làm lấy hai cái mà mặc các chị. Len nó đẹp lắm, nó không bị ngứa, nó không bị mỏng đâu, chất len dày. Và các chị nhìn cho em len này, toàn màu đẹp đúng không? Màu em nó mặc là nâu nhá, màu ghi này. Màu trắng, màu đen, màu xanh và màu kem. Lên luôn cho em mã cú pháp là L13. Em lại tặng các chị có 139k thì chắc giá này thì em không bao toàn quốc được, nhưng mà chắc chắn cái chất này á bán cho mọi người giá này là quá là rẻ. Và các chị nhìn cái sợi len cho em này, nó đẹp như thế này. Trời ơi, nhìn chất của em coi đẹp không? Nhìn cái đường len nè. 139.000 65 cân à 60 đi. Con này các chị đến cho em là 60 cân nhá. Chất xịn sò con bò luôn này. Ôi giời ơi, các chị nhìn chất hộ em. Em sẽ đọc lại màu nhá. Màu nâu này. L13 màu xanh. Màu này các chị sẽ lên cho em là màu ghi giá là 139.000. 62 cân em chốt đơn mọi người nhá. Màu này các chị lên cho em sẽ là màu trắng. Trời ơi, màu trắng em. Màu này các chị sẽ lên luôn cho em lại là màu đen. Đó. Và màu này các chị sẽ lên luôn cho em lại là màu kem. Em tặng khách là 139.000 đồng nhá. Comment luôn cho em lại là L13. Em qua mã này đây. Lên tiếp tục cho các chị một mã gì nữa nhỉ? Con lên lên kia ơi, con lên trắng đi, con lên trắng kia còn 20 cái ở trên gác. Đó, con lên trắng cổ ngọc đấy, đem tặng các chị nốt. Giá rẻ lắm, tí nữa lên manto cho em nữa. Manto em chuẩn bị sẵn rồi. Để lên manto cho các chị nha. Áo này hôm nay em lại tặng nốt L292. Cái này còn đúng một màu trắng, em còn 20 con. L292 cho em nhá. Đẹp không cả nhà? Em còn 20 cái, em lại tặng các chị luôn giá rẻ bèo luôn. Áo len 115k. L292 còn 20 cái á, áo len dài tay. Em tặng các chị 115k nhá. Comment luôn cho em là L292. Hôm nay quần em mặc sẽ là Q74 nhá. Hình như là còn ML hay sao ấy. Quần em mặc là Q74 225.000 đồng. Và áo này ấy, các chị sẽ lên cho em mã số là gì đây? L292 đúng không nhỉ? L292. Em tặng khách với giá là 115.000 đồng. 115.000 đồng cho em. Ôi đẹp không? Xinh lắm. Trời. Quần da em mặc là 229.000 giúp em nhá. Mã là Q74. Còn áo này lên luôn cho em lại là L292. Em tặng khách với giá là bao nhiêu ạ? Tặng cho mọi người luôn 115k cho em. Áo len chất dày 62 cân em chốt đơn. Chất này đẹp lắm. Các chị nhìn chất cho em lại luôn này. Quần bò không dám lên. Quần bò hôm qua cháy hàng luôn. L46 em chưa về thêm, đang bị tắc biên các chị ạ. Rồi lên luôn cho em mã số là gì? L242. Một màu duy nhất cho em màu trắng này thôi nha cả nhà ơi. L292. Em tặng các chị với giá là 115k. Chất rất là đẹp luôn, chất xịn, hàng đẹp luôn. Ok chị Thảo Thảo có cho em lại L13. Áo này lên cho em là L292. Em qua mẫu cho mọi người nhá. Cái áo dây chị đâu nhỉ? Lên áo da này, xả rẻ dã man luôn này. Em qua mẫu nhỉ. Bên cạnh Lân hôm nay có cả cái áo len cọc cổ tim đúng không? Cái len tay bồng ấy chị, với cả cái len cổ tim trơn đúng không? Ngoài cổ tim. Có con cổ tim trơn này. Thôi em chụp mẫu mà. Nghe cho chị một mẫu nữa đi. Tay bồng nhá. Tay bồng á. Tay bồng L12. Đây luôn áo này luôn cho em nhá. Ê, tay bồng nè. L12 giúp em. Ôi áo này xinh á. L12 nhá. Áo tay bồng. À cái tay nó hơi bồng nhẹ em như thế này. L12. Chị nào léo này lên hộ em sẽ là L12. Em có màu kem, màu trắng, màu đen, màu xanh. 115k thôi, L12. Chốt luôn cho em mã này là L12 nhá. Em tặng khách là 115k. 115k mã số là L12. Đó. Thong ngắn năm nay em sẽ về nhiều cho cả nhà đấy. Em đang đóng hàng bên Trung Quốc rồi. Lên luôn cho em lại mã số là L12 nhá cả nhà ơi. 115k. Áo len tay bồng mà áo này các chị chốt đến cho em là 65 cân. 65 cân cho em nhá mọi người. Đây. Cái tay của em nó sẽ là dạng tay bồng cho em như này. Đó. Comment luôn cho em mã số là L12 giúp em nhá. Em tặng khách với giá là 115k. 115.000.
màu kem, màu xanh, màu trắng và màu đen. Comment luôn cho em mã này sẽ là L12. Áo khoác nam để em trả đơn cho khách đã. Còn nếu mà dư thì em sẽ bán vào ngày mai. Tại vì là đang trả đơn cho khách còn chưa biết là thiếu hay thừa. Đây là rồi, các chị lên luôn cho em mã số là L12 nhá. Rồi 115.000 đồng cho em áo len tay bồng. Áo len này rất là xinh, đơn giản, dễ mặc, dễ phối đồ luôn. Em có kem này, có trắng này, có đen và có xanh này. Chị nào thích màu nào mình chỉ cần lên mã luôn cho em là L12 và kèm số điện thoại cho em. Em tặng khách với giá có 115k thôi nhá. Áo ở dây em mặc á, sẽ là 45.000 và mã số là A77. Còn các chị lên luôn cho em mã này sẽ là L12. Em tặng khách với giá là 115k, chốt đơn luôn cho em mã này nhá. Áo len đẹp lắm. Chất của nó dày, các chị nhìn len này, tay nó béo béo này này. Đó, cái tay này sẽ là bo bo cho em này. Giá là 115k. Rồi, comment luôn thôi, em sẽ là L12. Em qua nhé, cho chị con VIP 25 ấy. VIP 25 mà có màu đen á. Qua mã nha cả nhà nhá. Qua mã luôn cho em này. Ok chưa, mã số cho em là L12. Em sẽ lên mã này, còn ít. Trời ơi. Ôi, hôm trước thì về màu kem trái hàng. Màu này và các chị sẽ lên cho em là VIP 25. VIP 25 và kèm số. Em có lên tất nam nhá. Bây giờ em sẽ lên tất nam cho cả nhà luôn. Trời ơi, VIP 25. Chị nào léo này lên hộ em là VIP 25. Hôm trước là em về màu nâu, nhưng mà bây giờ màu nâu hết rồi. Và bây giờ sẽ có màu đen. Giá rất là rẻ cả nhà ơi, màu đen. Hôm trước chị nào hỏi em màu đen nhở. VIP 25 và kèm số điện thoại giúp em. 40 cân đến 63 cân em chốt đơn. Chị nào đã mua áo này nghe em chưa? Nhận được hàng áo này chưa? Và em tặng khách giá siêu rẻ luôn. Bao tiền em nhở? Trời ơi, màu đen. VIP 25 cho em là nhá. Lên áo trắng đằng sau đi em. Ok, áo trắng này cho chị đủ màu nhá. Comment luôn cho em mã số là VIP 25 các tình yêu ơi. Trời ơi, chất đẹp. Thôi em tặng khách đi 100. Hôm trước là về cái màu nâu, nhưng mà bây giờ còn mỗi màu đen. Em lại tặng cho chị luôn, giá rất là rẻ nhá. Q36 em còn. Và em tặng khách con này bảo tiền nhở. 100. Thôi em tặng các chị luôn con áo này 115k. Mã số cho em là VIP 25. Em tặng các chị là 115.000 nhá. Comment luôn cho em là VIP 25. 40 cân đến độ tầm cho em là dưới 62 cân là mình chốt đơn, chất đẹp lắm. Em tặng nó là 115k VIP 25 màu đen. Và của em nó theo đằng sau như thế này. Nó sẽ là có theo logo ở đằng sau. Và 65 cân các chị chốt đơn cho em nhá. 65 cân. Áo này các chị đến cho em là 65 cân, Q37 em còn, Q36 em còn nhá. Áo hồng đằng sau, ok, hoodie để đúng không? Rồi, đợi em một chút. 50 cân, mặc dù em size này bình thường mà, em cũng 50 cân. Áo này là hàng free size và mình sẽ cho đến cho em là 62 cân. Em tặng các chị là 115k nhá. Comment luôn cho em mã này là VIP 25. Áo thì đằng sau em có lên bây giờ, cardigan, ok, các tình yêu cho chị cái mã tất nam em. Lên tất nam trước. Đây. Tất nam cho em lại nhá. F13 tất nam. Tất này em tặng cho chị coi như là tri ân lấy lộc thôi. Tri ân lấy lộc thôi cả nhà. Đây. Trời ơi, tất nam. Cái này mà các chị về mình làm quà cho chồng, cho người yêu, đúng không? Cho chồng, cho người yêu thì quá là tuyệt vời luôn cho em lại. Và mình sẽ lên cho em lại tất nam sẽ là F13. Đó. Rồi, ok. Cái hộp của nó như thế này, chị em mình về tặng quà các thứ rất là sang và rất là đẹp cả nhà ơi. Trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Và cái giá em tặng cho mọi người nó rất là rẻ, rẻ kinh khủng khiếp. Giá tri ân nhá. Giá này là giá tri ân cho mọi người luôn để về các chị tặng cho chồng, cho người yêu, cho con trai các thứ này. Một set của nó sẽ có 5 đôi. Và em sẽ bóc cho mọi người cái này là hàng xuất đấy cả nhà ơi. Này, cái tất này. Giờ cho chị một cái hộp nguyên nha. Ôi, tất xịn không? À, chị nhìn đôi em lại tất có xịn không? Chuẩn hàng Quảng Châu đẹp luôn. Lên luôn cho em lại là S13. Em tri ân các chị đầu like, tương tác đầu like. 68.000 một hộp 5 đôi tất. 68k một hộp 5 đôi tất cho em cả nhà. Đó. Lên luôn cho em lại là S13 nhá. Em tặng khách là 68.000. Xịp nam ngày mai em lại về. Và mình sẽ lên luôn tất này cho em sẽ là S13 cho em nhá. 68.000 5 đôi tất. Tất rất là xịt và các chị nhìn hộ em tất này. Tất chuẩn hàng Quảng Châu luôn, đi rất là sướng luôn. Lên luôn cho em là S13 cho chị áo nỉ đằng sau đi. S13 và kèm số điện thoại cho em nhá mọi người nhá. Em lại tặng các chị với giá là bao tiền đây? 68.000 5 đôi tất. Tính ra là 12.000 một đôi à? Chưa đến 12.000 một đôi. Tất nam. Thực ra là tất này nam nữ em thấy đều đi được.
ai cũng đều đi được ấy cả nhà. Lên luôn cho em là S13 nhé cả nhà nhá. Hôm qua nhà em chưa gọi xong chị ạ. Đơn hôm qua nhà em mới gọi được 1/3 thôi, còn 2/3 nhà em chưa có gọi đến. Hay là hôm nay em cứ lên cái đơn này thì phải sang ngày kia nhà em mới gọi cho cả nhà được. Và lên luôn cho em là S13. Em tặng khách với giá là bao tiền ạ? 68.000 năm đôi tất. Tất nam, tất xịn, chuẩn hàng xuất như thế này này. Chuẩn hàng đẹp nhá. Cái hàng này là hàng nội địa Trung. Chị nào lấy tất nam này lên cho em là S13. Cho em nói thật sự là bây giờ lạnh đó chị ơi, đúng không? Đi giày các thứ rồi. Mặc các anh đi bình thường thôi, hoặc chị em mình đi cho cả gia đình này, mua cái này cả gia đình. Có mười mấy nghìn một đôi đâu quá là rẻ mà tất này đi xuống lắm. Tất này là tất cổ thấp cho em nhá. Lên luôn cho em là S13. À tất nam cổ cao chị thích không thì em về có luôn, nhưng mà em chưa biết là các chị có cần hay không ấy. Rồi S13 cho em nhá. K47, K49 nhá, mình còn không? Lên luôn cho em là S13, áo em mặc sẽ là VIP 25. Còn chị nào lấy tất thì lên luôn cho em là S13. Và em tặng khách với giá là bao tiền đây? 68.000 một hộp, 5 đôi tất. S13 và kèm số cho em nhá, 68.000 thôi, rẻ nhở. Tất nai, tất xịn luôn ấy, tất của hàng xịn, hàng đẹp đấy. Mà tặng khách có 68.000, 5 đôi tất. Em ơi, lên luôn cho em là S13. Chị nào lấy S13 thì mình chốt cho em nhá. Cho chị hút đi hồng đằng sau đi. Em mặc sang màu này nhá. N mấy nhá, N50 đúng không? Lên áo hoodie nhá cả nhà ơi. Comment cho em lại là N50. Có màu hồng này. Màu em sẽ đọc bằng màu nhá. Áo này đẹp lắm, ấm lắm. Bây giờ đi ra đường á chị ơi, đi ra ngoài đường lạnh lắm. Mặc cho em những con áo này vừa trẻ này, vừa đẹp này, vừa ấm này. N50. Mình lên luôn cho em là N50 cả nhà nhá. Em có màu xanh này. N50 màu hồng, màu vàng. Màu nào cho em đẹp? 65 con em chốt đơn. 65 con em chốt đơn con áo nỉ này nhá. Rồi. Màu này lên cho em là màu nâu. Toàn màu đẹp thôi. N50 áo nỉ hoodie loại đẹp. Màu kem. Xịn chưa? Xịn sò chưa? Đẹp lắm. Chị ơi inbox tin nhắn hộ em có cọc 100, sợ em lấy hổ lắm là mai nhân viên nhà em báo đơn. Thế bây giờ báo đơn làm sao khi chúng nó nghỉ hết rồi? Sáng mai chị Thiên Bình ơi, em đã nhận được comment của chị, còn yên tâm nhà em cọc thì nhà em sẽ báo cọc được chưa? Không phải lo nhá. N50 giá bao tiền em nhở? 239.000 đồng giúp em. Em tặng khách 239 thôi. N50 giúp em nhá, áo nỉ hoodie màu hồng, màu xanh. Lên cho em là đây là màu kem. Cái màu nào nó không đẹp là sao ta? Màu nào nó cũng đẹp. Trời ơi, màu nâu và màu cuối cùng cho em là màu vàng. Và em tặng khách là 239.000. Cái này hàng Quảng Châu nhá. Hàng mai thì nó rẻ hơn. Hàng mai thì nó rẻ hơn. Đơn hôm qua nhà em chưa gọi hết chị ạ. Em bảo hôm nay em nghỉ nhưng mà thôi em cứ lên, tại vì hàng về nhiều lắm. Ngày nào về cũng về nhiều hàng ấy. Áo nỉ đi em, áo nỉ những cái dạng ấy đi. Lên luôn cho em là mã số là N50, hàng free size giúp em nhá. Em tặng khách với giá là bao nhiêu ạ? 239.000 đồng, 65 con em là chốt đơn. Áo này vừa ấm, vừa dày, vừa mềm, vừa mịn. Và nó là hàng Quảng Châu. Áo này hàng của hãng nhá, không phải hàng trôi nổi đâu. Các chị nhìn cho em này. Và các chị có thể ra shop hỏi một con áo hoodie này. Chắc chắn là 280, tại vì năm nay tiền tệ nó tăng. Em vẫn tặng mọi người 239.000 đồng cho em. Comment luôn cho em mã số là gì đây? N50 và kèm số điện thoại cho em. Và sắp tới là sẽ đến ngày 20 tháng 10 nha em, là sẽ có một chương trình đặc biệt dành cho khách hàng. Hay là các chị ơi đừng bỏ lỡ nhá. Tôi comment luôn cho em lại là N50 xinh, rất là xinh. 239.000 đồng cho em. Áo canh mặc ấy, thôi chết em để lại màu này đi. Em sẽ có màu hồng nhá, màu xanh. Màu này các chị lên cho em lại là N50 màu vàng. Màu kem. Em mặc nốt màu kem nhá. Em mặc nốt màu kem để em qua cho các chị một cái mã áo nỉ mà nó dạng vừa. Cho chị cả con A13 nhá. Ok. Màu kem đi. Màu kem em nghĩ nó rất là đẹp rồi. Màu hồng thì không cần mặc đâu. Màu hồng hết hàng khét lẹt rồi kìa. Màu hồng. Màu hồng cho em đây. Đây là màu kem. N50 ạ. 239.000 đồng. Màu nào đẹp nhở. Ê cái màu kem này. Kem dễ mặc chưa? Màu kem cho em đây. Màu kem nhé cả nhà, xinh không? Cho chị con A13. Màu kem. Xinh quá. Rồi em qua nhá. À Phương ơi, nhớ cái áo xoắn. Cái áo xoắn của cái này. Có hai cái đường xoắn của cái này. Ờ. Chưa bán bao giờ đấy. Về cách đây 2 hôm ấy. Lấy cho chị đi. Chưa bán. Cái áo xoắn ngực cổ ấy. Áo này còn nhiều không? Thì là khách inbox. Cái này còn nhiều không? Nhiều màu gì? Mã bao nhiêu? N bao nhiêu em?
Lên cho em áo này nhá, N14, mỗi màu có 10 cái. N14 cho em qua mẫu luôn này, 115k đúng không? Lên cho em lại mã số là N14 nhá. Bao tiền em ơi? 135 à? N14 cho em 135.000 đồng. Em có màu trắng này. Màu đấy chị lên cho em là màu ruốc nhiều lắm. Con chị cho chị con cả con E110 ấy. Vét nó còn đầy ở trên luôn ấy này. Màu ruốc này. Lên luôn cho em là màu vàng nhá. N14 135k. Màu hồng, màu đen 65 cân à 60 con em chốt đơn giá là 135. Lên luôn cho em là N14 nhá cả nhà ơi. N14 giúp em cả nhà nhá. Áo gió em là rất nhiều luôn, rất rất nhiều. Đây, màu đen. Chuẩn hàng đẹp nhá. Em tặng khách 115.000. À, con áo này áo 135 ấy nhỉ. Ôi, áo khoác này. Em xả luôn, xả. Vâng chị ơi, em biết rồi nhưng mà inbox tin nhắn hộ em bây giờ nhân viên ở đây nó không có trực được. Nghỉ hết rồi, sáng mai nhà em trực nhá. Áo này hàng free size giúp em. N50 là 239.000 chị ạ. Phao chưa, hàng chưa có về, nó sốt hết cả ruột. Em có màu trắng này. Màu này chị lên cho em là màu đen nhá cả nhà ơi. 135.000 đồng cho em. 135. Màu này các chị lên cho em là đen này. Màu vàng, màu hồng, màu ruốc. Được cho em lại qua mã nhá. Comment cho em lại mã số là N14. Và em tặng khách với giá là 135k. Áo nỉ chuẩn hàng đẹp luôn. Không phải hàng tào nhau, hàng mắt nháo, hàng may mà bán mấy chục nghìn nữa không phải đâu. Hàng này chất đẹp của em đấy. Tôi N14 em lại qua mã này, hết hàng. Hết hàng nha cả nhà nhá. Hay lên áo khoác à? Em lên con áo này trước. Em lên được các chị con áo khoác này hôm nay xả luôn đi. Xả được các chị giá gọi là rẻ. Rẻ ối dồi ôi luôn. Nhá. Em đọc giá các chị đừng có giật mình nhá. Áo này là mã gì nhỉ? Phương ơi, xem hồi chị cái áo này là mã bao nhiêu. Hôm nay áo này xả đi. Em đang cần tiền quá mà em lên trên tầng mà em nhìn hàng chắc em hết động lực luôn. Dã man hàng. Ờ đúng rồi, mới chị cái móc đấy. E62 à? Áo này là E62 à? Lên cho em lại áo này nhá. E62 đi. Hàng đẹp. Hàng đẹp, hàng xịn E62 này. E62 và kèm màu cho em lại. Chất rất là đẹp luôn. Chất đẹp luôn, N14 em lại hết nhá. N50 hết sạch luôn, cháy hàng. Mà hàng đợi lâu lắm các chị ơi, cả tuần luôn ấy. Vôi, nó nhiều lý do để mà trả hàng lâu cho mình. Nào là hải quan mất điện, không in được phiếu. Nào là... Ôi, nhiều lý do lắm. Nói chung là tắc biên thì nó có bịa ra cả nấy, cả núi lý do ấy mà. Hải quan mất điện, không in được phiếu. Rồi xe bị nói chung là nó nhiều lắm, xe bị hư rồi. Thế luôn cho em lại mã bao nhiêu? E62 à? Sao chị nhầm cái này bao tiền này? Xả mốt đi, nhìn hàng trên tầng mà chắc em ngất xỉu luôn các chị ạ. Em có màu ghi nhá. Mẫu này thì không ở ngoài có luôn, chắc chắn không sốc nào có luôn. Màu đen này. Em sẽ lên cho mọi người màu nâu. Và một màu nữa cho em là màu kem. E62 áo khoác len đẹp. Áo này hôm nay em lại chơi lớn luôn, tặng các chị giá rẻ luôn này. E62. Em tặng các chị luôn áo này giá gọi là giá đúng không? Bao giá thị trường luôn, chất đẹp này. Nha các chị ơi, bình tĩnh nghe em báo giá luôn áo này. Áo khoác len cho em rất là đẹp, 100. Em nói một cái giá mà các chị sốc luôn, sốc nhiệt luôn, màu ghi. Em có màu ghi nhá, đơn hôm qua thì em chưa gọi các chị ạ. Màu kem. E62 màu kem. E62 màu nâu. Và E62 màu đen. 65 cân em đã chốt đơn. Và em tặng khách áo khoác lên này, 145k. Em tặng luôn 145.000. Chất rất là đẹp nhá. Các chị nhìn chất len cho em này. Em lại tặng các chị 145.000 đồng cho em. N50 em lại không lên nữa. Và mình sẽ lên cho em lại mã này sẽ là E62. Và em tặng khách hàng với giá là 145.000. Áo khoác len cho em chất dày, chất đẹp. Và các chị nhìn cái sợi len này, nó mềm nhá, sờ lên rất là sướng. Và hàng này hàng độc luôn, nhìn cái viền cổ cho em này. Đấy, lên luôn cho em mã số là E62. Và em tặng khách với giá là 145 nhá. Đây, kéo cao lên cho em như thế này, form tay này. 65 cân em lại chốt đơn rồi chứ ạ. Tình yêu nào lấy thì comment cho em là E62. Đồng hồ em đeo là H5, giá là 69.000. Đấy, áo hồng là 239.000 đồng. Còn áo này các chị lên cho em là E62. Và em sẽ có màu ghi nhá. Màu này các chị lên cho em là màu nâu. Ôi áo ghi lên nhiều lắm, tí nữa em sale hết, sale toàn bộ luôn. Màu đen. Màu đen này các chị này, màu đen. Màu kem, áo này các chị đến 65 cân vừa cho em nhá. Mã số là E62. N50 sau các chị chốt kinh khủng với nhá. N50 em lại hết. Chuyển sang mã này cho em lại là E62 đi. Chất đẹp lắm cả nhà ơi, chất xịn lắm.
chất xịn, chất đẹp. Các chị nhìn chất của em này, nó đẹp ơi là đẹp luôn. Và em tặng khách với giá là bao tiền? 145.000. Áo khoác len loại 1, chất đẹp. Đó, quần em mặc sẽ là Q74. Áo khoác này lên cho em là E62. Đó, ok chưa cả nhà? Em sẽ mặc sang màu khác nhé, màu đen đi. Màu đen quá đẹp, màu đen quá xịn rồi. Không thể chê cái màu đen này nữa. Em chỉ còn mỗi màu 20. Đó, nên là chị nào lấy nhanh thì mình lên mã luôn cho em là E62 kèm màu giúp em nhá. Và các chị lên cho em màu này là màu đen. Giá là 145.000 đồng, 145 nhá. Đây, màu này các chị chốt cho em là màu đen đi. Màu đen đẹp đúng không? Màu đen xinh này. Màu đen rất là xinh luôn. Màu đen, màu kem, màu ghi và màu nâu. E62 em lại tặng 135k. À, 145k. Ờ, nhà em có cửa hàng. Đó, nhà em có cửa hàng nhưng mà ở Thanh Hóa. Còn ở ngoài Bắc Ninh thì nhà em chưa có mở cửa. Nhà em chưa có mở shop ở đây. Tại vì là không làm kịp ấy. Nên là em không có mở shop. Nhưng mà yên tâm, hàng của nhà em á, ra shop á, chắc chắn là con này không bao giờ có chuyện 145 đâu. Hàng này của em phải hơn 200. Nếu mà mở shop á chị ơi, đúng không? Chi phí mặt bằng các thứ, thuê nhân viên thì chắc chắn nó sẽ ra cao hơn. Và bao giờ bán ở shop thì nó sẽ được giá hơn là bán trên line. Tại vì chủ yếu ở trên line là bọn em bán chạy theo số lượng thôi. Đó, chứ không phải là bán thật sự luôn. Những con áo này thường ở ngoài người ta vẫn bán 200, hơn 200 bình thường. Rồi, màu ghi cho em, màu kem, màu đen và màu nâu. Lên luôn cho em là E62 kèm số điện thoại nhá. Em lại tặng 145k. Quần em mặc là 229.000. Và các chị sẽ lên đúng mã quần cho em sẽ là gì ạ? Q74, 229k, có S, có M, có L. Phong tuần nhất là đến 55 cân. Quần áo là E62 nhá. Rồi em qua mã đây. Đồng hồ là H5 chị ạ, 69.000. Hay là em dơ lại cái bảng màu đồng hồ nhá. Em sẽ dơ lại bảng màu của cái đồng hồ để chị mình chốt. H5, đồng hồ của hãng Guao. Nó thiết kế giống hệt iWatch luôn. Đó, H5 là đồng hồ em đeo. Giá cho các chị luôn có 69k một cái đồng hồ này thôi. Em có thêm về màu mới là màu cam. Màu cam, màu hồng. À, cho chị một con mã áo phông nhá. Có một mã áo phông chưa bán đến, cái con Celine á. Dây xanh mặt vàng, màu ghi, màu trắng và dây xanh mặt đen. Đồng hồ cho em là H5 ạ. Shop em nếu mà ở Thanh Hóa thì các chị là ở trên In Định nhá. In Định, In Định quán Lào. Đó, lên luôn cho em đồng hồ này sẽ là H5. Còn thành phố thì nhà em chưa có triển khai được. Tại vì là không có người làm, chị cũng không có người làm, cũng không, em mình em không quản lý được. Nên là nhà em chưa có mở shop. Và mình lên luôn cho em là H5 nhá cả nhà ơi. Dịch dã nhá, em sợ đúng không? Mở ra mà đến lúc vào chỉ thị cái lại cũng đóng cửa. Bao nhiêu tiền? Nên là em chưa có đầu tư vào shop. Lên luôn cho em là H5. Em thấy nhiều chị bảo mở shop đi. Chị cũng thích ra shop mua lựa. Tại vì là thì thế thôi, như là chị cũng kén đồ thứ ấy, mặc cho nó vừa. Hoodie đằng sau là 239.000 đồng giúp em nhá. Còn yên tâm, hàng em toàn bán shop. Ồ, con đấy xả đi. Lên luôn cho em lại mã số là H5 ạ. Shop gấu bông xinh ấy. Nếu mà ở trên Ninh Định là shop gấu bông xinh gần bệnh viện đa khoa huyện. Cách mấy cái gì nhỉ? Mấy cái công ty giày da có độ tầm mấy trăm mét thôi. Shop gấu bông xinh nhá mọi người nhá. Có lên lên lông và quần đùi hôm qua live em có lên quần đùi nhung đấy ạ. Rồi lên cho em lại mã cú pháp là H5, đồng hồ em lại đeo. Đợt hôm qua nhà em chưa có gọi. Chưa gọi hết, đang gọi được 1/3 thôi ạ. Rồi 69.000 nhá. Em có màu trắng này, dây xanh mặt đen, dây xanh mặt vàng, màu ghi, màu hồng, màu cam, màu đen. 69.000 đồng cho em. Áo em mặc 65 cân vừa chị ơi. Chị nào lấy đồng hồ này comment cho em là H5. Em tặng cho chị luôn 69.000 đồng cho em nhá. Đồng hồ đang đeo là H5 ạ. Em hay mua, em hay lên, em ở nhà hay lên đấy mua, ok. Rồi, đồng hồ cho em là H5 nhá các tình yêu. Em qua mã liền nha, 69.000 đồng hồ. Ừ, gấp đi. Lên áo này cho em A13. Chắc áo này mà chị nào chưa mua thì nên tranh thủ mua. Tại vì áo này nó rất là xinh. Em có màu xanh, màu kem, màu trắng, màu đen, màu nâu nhá. A13. Nếu mà các chị gọi lại cho bên em thì không có được đâu. Tại vì lúc đấy nhà em đang gọi cho khách khác. Là bên em, các chị gọi thì không nghe máy được đâu nha cả nhà. Áo này mình lên cho em là A13. Đúng rồi, shop có bông xinh ấy ạ. Áo đầu lai em mặc sẽ là mã bao nhiêu nhỉ? Áo lên chị mặc là mã L13. Áo này lên cho em là A13, 125.000 nhé. Nâu này, trắng này, đen này, kem này. Đồng hồ em đeo là H5 chị, 69.000. Kèm hộp, kèm cục bông. Áo này lên cho em lại là A13, em lại tặng 125.000. Áo này có chị nhá. Nhận được hàng shop đẹp lắm, em cảm ơn chị tiếng Hàn, không biết chị tên tiếng Việt là tên gì. Rồi, comment cho em lại là mã số là gì, A13 nhá. 125.000 đồng.
Em tặng khách 125. Lên lên lông đi em, ok. Áo này lên hộ em sẽ là A13. Bán không biết bao nhiêu nhưng vẫn hot cả nhà. Tiếp tục chị một mã áo gió đi. 125.000 giúp em nhá. Và cái loại này của anh em là cúc của nó là cúc trì ấy, nó không phải là cúc nhựa. Cúc nhựa thì nó rẻ hơn, còn cúc này thì nó đắt hơn một chút. À Q07 cũng còn nhiều phết, đưa đây chị xả cho khách nốt đi. Lên luôn cho em là A13. Đấy không, chị em mình đủ nhau mua cho đỡ tiền phí ship nhở. Áo này xinh lắm, em bán nhiều rồi. Chị nào mà chưa mua áo này thì rất là tiếc luôn, tại vì áo này đang rất là hot. Rồi 125.000 đồng cho em. Đó, toàn màu xinh, nhìn cái cúc của anh em không? Có mai em có chốt đơn, ngày nào cũng chốt đơn nhá. Có ngày mai có chốt đơn của ngày hôm qua nhá. Em sẽ có màu nâu này, màu xanh, cái này là màu xanh kiểu xanh vàng. Màu kem, màu đen và màu trắng á, giá là 125.000 đồng. Len thổ cẩm, ok chị gái. Comment cho em lại là A13 nhá, tặng các chị là 125k, đẹp không? Quá đẹp luôn cho em, trời ơi. Chất đẹp nhá. Em tặng các chị luôn với giá là 125. Nhận được hàng đẹp quá, cảm ơn shop em, cảm ơn chị con họ Hà. Rồi, A13 và cái mẫu cho em là qua mẫu nhá. Giá là 125.000 đồng. Cho chị cái quần Q07 em, Q07 lấy mẫu ở đây chưa? Lên luôn cho em mã số sẽ là gì ạ? Áo silly này có một màu đỏ nhá. Đổi màu đi. Đổi màu ở đâu đâu? Không phải. Sao lại có mỗi màu đỏ? Tìm với chị em bảo mấy đứa đi. Áo phông đấy đủ màu ấy. Làm gì mà mỗi màu đỏ? Lên con áo gió này cho em này. Đẹp. Áo xịn, áo đẹp đây. Chất rất là đẹp luôn. Lên hộ em áo này nhá. VIP 6. VIP 6 và kèm màu giúp em. VIP 6. 109.000 mã VIP 6 ạ. Chị nào lấy VIP 6 thì mình chốt cho em nhá. Nhà em dùng wifi chứ sóng điện thoại yếu. Đây luôn cho em mã số là VIP 6 ạ. 109.000 đồng cho em. Có màu hồng và có màu cam. Em sẽ có hai màu là hồng và cam. 40 cân đến 62 cân em chốt đơn nhá. Màu nào cho em cũng được. Và chị nào lấy mã này lên luôn cho em là VIP 6. Em tặng khách với giá là 109k các chị gái. Màu hồng và màu cam. 62 cân trở về em chốt đơn nhá. Áo len vừa rồi sẽ là 125k giúp em, mã số là A13. Còn áo này các chị lên cho em là mã số là gì đấy ạ? VIP 6 nhá. 109k, em cao 1m56 và nặng 50 cân. Áo gió của nhà em là áo gió 2 lớp và em tặng khách giá rất là rẻ rồi. Áo này nếu mà các chị mua ở ngoài thì 160 ấy. 160 một chiếc, rẻ nhất là 160, em tặng mọi người 109 ạ. Đúng rồi, VIP 6 em mới về thêm. 109k cho em, áo gió 2 lớp. Màu hồng và màu cam giúp em nhá. Trời ơi. Áo gió gì mà bán có 101. Chưa đủ tiền công may đó chị ạ. A13 dưới 62 cân mình chốt đơn giúp em. Còn áo này các chị lên cho em là VIP 6 á. 109.000 đồng, có hai màu là hồng và cam. 62 cân em chốt đơn, đồng hồ đang mang là H5, giá là 69.000 giúp em. Áo này lên cho em là VIP 6. Tất sẽ là S13. Còn chị nào mà lấy áo lúc nãy thì mình sẽ xem lại mã giúp em nha. Còn mình lên luôn cho em mã này là VIP 6 á. Màu hồng và có màu cam. 109.000. Áo gió này đến 62 cân, các chị chốt đơn cho em là nhá. 109k. Ok chưa cả nhà? Quần dài đúng không? Bây giờ em lên nhá. Ok. Chị nào lấy mã này lên luôn hộ em sẽ là VIP 6 ạ. Hàng đẹp quá, em cảm ơn chị Xuyến. 109k cho em. Nhớ giúp em nhá. Lên mã và kèm số điện thoại tránh trường hợp bị ẩn comment. Em qua liền. Đây. Tiếp tục vào cho chị cái mẫu len ở bên đấy đi. Dưới cái mẫu này đấy. Đây. Lên con len này đang hot. Hót hòn hò cho các chị gái luôn. Đi lê đúng không? Em lên con áo này cho chị xong đi. 326 đi. À nỉ này đi. Nỉ này hôm nay em xả lỗ 4 luôn này. Nỉ này hôm nay em lại xả lỗ 4 luôn nhá. Nỉ đẹp đấy. Nỉ này mua nam nữ đều mặc đẹp. Hôm nay em xả lỗ 4 cái con áo nỉ dày ấm như cái chăn bông luôn. Ui ấm lắm các chị ạ. VIP 6 và kèm màu cho em nhá. 109 á. Đồng hồ em đeo là H5. Áo này đi. Xịn xò lắm. Nỉ này mã bao nhiêu Phương nhờ? Không. Ủa ơi. Đẹp không, nghe giá em lại bán này. Tặng này. Em lại có đen, có trắng và có ghi. Đen trắng ghi 3 màu cho em. Nỉ siêu cấp ấm như một cái chăn bông. Trắng đen ghi cho em nhá. 6-8 cân vẫn vừa. Nam nữ đều mặc đẹp. Áo nỉ đẹp, loại đẹp. Ủa, các chị nhìn chất hộ em này có phê không? Phê như con TT đúng không? Chất xịn. Trời ơi, cái hãng cho em này. Đó.
Nhìn cái form áo ấy xuống đời không? Chất đẹp lắm các bác, nhìn chất này. Áo nỉ cho em. Phương ơi, áo này là mã bao nhiêu? Qua đây, qua đây nào. Mã bao nhiêu đây? Nở bao nhiêu đây? Nỉ xịn à? Nỉ cao cấp. Lên luôn cho em là nỉ cao cấp. Màu ghi cho chị con K26 nè. Con K26 đấy con ơi. Màu trắng và màu đen. Áo này em xả nốt nhá. Có ra nỉ cao cấp không? Hay nỉ xịn không? Nỉ cao cấp. Sao cho chị giá tiền K26 mà. Giá này bao nhiêu rồi em? Hả? Thôi con này em lại xả nốt để lỗ vốn sắp mặt luôn. 169.000 đồng đi. Em xả cho các chị 169.000 đồng cho em. Lên luôn cho em mã số là nỉ xịn 169. Màu ghi màu đen và màu trắng. 68 con em chốt đơn nhá. Con này nam nữ được mặc đẹp. 169.000 đồng. Lên luôn cho em mã này là nỉ cao cấp cũng được. Lên nỉ cao cấp cho em nhá. Hàng Quảng Châu đấy. Trắng đen nâu à, trắng đen ghi 169 á. Lên luôn cho em là nỉ cao cấp. Áo này ấm lắm. Áo này các chị mặc cho em cái kiểu cái quần len cũng được ấy, kiểu quần legging các thứ này. Đó. Mặc rất là trẻ như thế này, 169 ạ. Em tặng nốt nha. Xinh chưa? Nỉ cao cấp và kèm màu cho em 169k, chất đẹp. Comment luôn cho em lại là nỉ cao cấp, quần nỉ em lại có luôn. 169 nhá. 169.000 đồng. Tình yêu nào lấy thì comment cho em lại là mã số là nỉ cao cấp và kèm màu cho em. Em tặng khách là 169. Em có màu ghi, màu trắng và màu đen, 40 cân đến 65 cân em chốt đơn. Đẹp lắm, nam nữ đều mặc đẹp nha cả nhà. Nam nữ đều mặc đẹp mã này, 169. Đồng hồ em đeo sẽ là 69k. Áo này lên luôn cho em mã số là nỉ cao cấp. Em lại tặng các chị bao tiền? 169.000 đồng. Nỉ cao cấp và kèm màu cho em nhá. Ok chưa? Kèm màu kèm số điện thoại giúp em. Quá đẹp đúng không? Quần nỉ em có đấy. Lên cho các chị cái mã này đi. À đây đây. Quần vải đây. 991 Q29 này. Quần này em lại còn ít, em xả nốt này. Q29 nhá. Quần khóa chân này. Em lại xả tất, chị nào hôm nay xem được like này sướng cho chị cả cái cục xả Oppo nhá. 59 thì một cái đấy. Xả cho đi hết. Q29 và kèm size cho em là SML XL. Quần baggy vải có cái khóa ở chân đấy. Em xả luôn 69.000. Chị nào mua được con này sướng đời. 69.000 đồng cho em mọi người nhá. Đây. Lên luôn cho em mã số là Q29 á. Áo phao béo em chưa có về. Em tặng khách với giá là bao tiền đây? 59.000 quần vải. Trời ơi. 59k một cái quần. Đồng hồ em đeo là H5 69.000. Đây các chị nhìn hộ em cái quần có đẹp không? Comment luôn cho em mã số là Q29 nhá. 59.000 một cái, có cho em màu đen và có cho em màu nâu. Áo em mặc sẽ là nỉ xịn và em tặng khách với giá là bao tiền? 169k. Còn quần này lên cho em lại là Q29, em tặng khách với giá là bao tiền? 59k một quần. Tặng khách là 59.000 thôi nhá. Comment luôn cho em mã số là nỉ xịn giúp em. Là áo em đang mang. Quần thì các chị sẽ lên luôn cho em mã số là gì ạ? Quần sẽ là Q29, em tặng mọi người là 59k thôi. 59k một quần nhá. Hả? Mẫu đấy ra. Thế hôm trước về có mỗi một mẫu phong đấy thôi à? Mấy bao nhiêu cái đó? Hôm trước về 2 mẫu. Nó cũng nhiều ấy. Lên luôn cho em lại mã số là gì đấy ạ? Q29 cho em lại nhá. Em tặng khách với giá là 59.000 đồng. Áo em mặc là nỉ cao cấp với giá là 169. Thay cái áo xoắn ấy cho em. Đây. Lên áo này cho em lại trước nhá. Cho chị cả cái cục sạc của máy Oppo. Áo này thì sẽ kèm màu cho em. À cho chị có con L295. Áo này em có màu nâu này. Màu đen, màu kem, màu xanh. Áo len này cũng đẹp lắm các chị đâu. Cổ vuông, bo bo này, xinh lắm. Ghi à? Màu không có trắng à? Trắng đen ghi nâu kem L bao nhiêu em? L14. Lên cho em lại là L14 nhá. Bao tiền nhá? 100 thôi tặng cho chị đi, 139.000 thôi. L14 cho em lại nhá, tặng khách 139 đi. Còn đây luôn áo này cho em là L14, 139.000 đồng. Em sẽ có màu nâu nhá. Màu này chị lên cho em là màu trắng này. 139k. Màu đấy chị sẽ lên cho em là màu kem, màu xanh và màu đen. Lên luôn cho em là L14 nhá. Tặng khách là 139k, chất đẹp lắm.
màu đen và màu cuối cùng nữa cho em là màu ghi. Áo này mình sẽ chốt đơn cho em là từ khách từ 40 cân đến các chị đến cho em là 60 cân. 139.000 đồng. L14 và kèm màu cho em. Áo này xinh nhá. 139.000 đồng cho em, xinh không? Nó rất là xinh, cổ này, cổ nó không bị hở nhá, cổ nó là cổ vuông cho em này. Hơi vuông. Đó. Giá luôn là 139.000 đồng. Em có nâu này. Màu này chị lên cho em là L14 màu trắng. A57 nhá, cho chị cả con A57 nữa. A57 em còn, bây giờ em sẽ lên luôn. Màu này chị lên cho em là màu kem được không ạ? Màu kem. Màu ghi và màu đen, giá là 139.000. Trời ơi. Xinh kinh khủng khiếp luôn mà có 139.000 thôi các bác ạ. Trời ơi. Đẹp không? Đẹp không? Trời ơi, 139. Lên luôn cho em là L14 nhá. Các chị ơi, xinh lắm. Xinh quá xinh luôn. 139k chất rất là đẹp luôn. 40 cân đến độ tầm cho em là dưới 62 cân em chốt đơn, chất đẹp nhá. Em tặng khách với giá là 139.000 đồng ạ. Lên luôn cho em là N14, à L chứ. L14 và kèm số cho em. Em sẽ lên cái áo xoắn nhá. Chuẩn bị em lên cái áo xoắn cho mọi người này. Hả? L14, áo này là L14 đúng không? Bây giờ em là sẽ lên áo xoắn đi. Áo xoắn đúng không? Có lên áo xoắn cho các chị luôn nha. Áo xoắn rồi, bây giờ lên áo xoắn luôn. Áo em mặc là L14 đấy. Em tặng khách là có 139.000 đồng thôi. Màu cho em màu nâu này. Màu này là màu đen giúp em này. Màu ghi này, màu trắng và màu kem này. Được chưa? Có cả đen nữa. Em tặng khách là 139.000. L14 và kèm màu cho em nhé. Áo này thì xinh, đơn giản, dễ mặc lắm. Áo này có bao nhiêu con em? Số lượng chị bao nhiêu chiếc? Lên đội em áo phông này nhá. A50. A50 cho em này. Có mỗi màu đỏ thôi. Em đặt đủ màu cơ. Nhưng mà nó gửi về cho em có mỗi màu này. Đồng hồ em đeo là H5 ạ, 69.000 đồng. Được chưa? Còn cái này các chị lên cho em là áo này sẽ là gì đấy? A50. A bao nhiêu? 27 cái á. Thôi em tặng cho 27 chị đi, 79.000. Chốt nhanh cho em nha. A50 em đặt đủ màu nhưng nó gửi về cho em mỗi màu này. 79.000 đồng cho em nhá. A50. Tặng các chị 79k đi. Cho chị con em 110 đi. Rồi, 79.000 đồng cho em A50. Em tặng khách là 79.000 nhá, một màu đỏ duy nhất. Một màu đỏ đô duy nhất và em tặng khách là 79k. Đỏ đô này đẹp mà, đỏ này đẹp á. Em đặt cả màu trắng, màu đen. Nhưng mà nó gửi về cho đồ được mỗi màu đỏ. À cay luôn, tặng cho chị 79.000. Nếu mà đủ màu thì con này phải là tầm khoảng độ cho em là phải 99.000. Nhưng mà em tặng cho chị luôn 79k nhá, A50. Chị nào lấy A50 thì mình chốt cho em luôn áo trắng cách mặc. Bây giờ em lên, áo em mặc sẽ là 139k, mã số là L14. Còn áo này các chị lên cho em là A50. Có 79.000 đồng cho em, 79k nhá. 79.000 đồng cho em nhá. Rồi. Em lên con áo này cho mọi người này. Áo này thì em khoảng độ cho các chị là còn 10 cái, E110 vét nhá. Lên độ em áo này sẽ là E110. Em tầm khoảng độ cho các chị là còn độ tầm 10 cái thôi. Chắc áo này được 10 hoặc 20 cái là hết. Chắc cùng lắm là 20 cái. Em cố bán ấy, không biết là áo này bên em nhặt đơn chưa. Và mình sẽ lên cho em lại là E110. Áo này thì đơn giản, dễ mặc. 149.000, áo dạ 2 lớp lót. Áo này nhà em bán nhiều lắm. Nếu mà chị nào chưa mua áo này ấy, thì mình chốt liền nhá. 149k, E110. Comment luôn cho em lại là E110 nhá. Quần em mặc là 229.000, mã Q74. Còn áo này nữa chị lên giúp em áo vest này sẽ là E110. 149 ạ, 149k. Đẹp không? Chất đẹp đúng không? Chất đẹp, chất xịn sò luôn. Em tặng cho chị luôn là 149 nhá. Comment luôn cho em lại là E110 và kèm màu giúp em 149k. 149 ạ. Tặng khách là 149.000 đồng. Comment luôn cho em lại là E110, em lại qua mã luôn. Áo này lúc nào bán cũng hot và thị trường nó đang rất là hot áo này. 149 thôi, E110. Em qua mã nhá. Đây, bây giờ em lại lên áo xoắn này. À, trước khi lên áo xoắn, em sẽ lên cái quần này Q07. Đen và nâu giúp em. Em cũng xả cho mọi người 59.000 thôi. 3GB vải gọi là bán vui ấy, thật sự luôn. Ai bán một cái quần mà có 59.000 nữa chị nhỉ. Lên luôn quần này cho em là Q07 nhá. Có bo chun ở đằng sau, có nâu và có đen. Em tặng khách là 59.000, mã em lướt qua nhanh nhé. Tại vì hàng này hết không về nữa. 59.000 đồng cho em, có nâu và có đen. Comment luôn cho em mã này là Q07 giúp em nhá. Em tặng khách là 59.000. Chi âm các chị là 59k. Lên hộ em mã số là Q07 nhá. Có S, có M, có L và có XL. Em tặng các chị là 59k. Một cái quần vải ấy mà có 59.000 đồng thôi. Chốt size dùm em nhá.
Em 110 em lại hết. Quần bò hôm nay cũng hết hàng. Quần bò phải ngày mai em mới về thêm hàng mới. Còn hàng hôm qua là em chưa dám lên, tại vì là đang chốt đơn, đang chốt dở đơn đó mọi người. Em 110 giúp em nhá. Quần sẽ là Q07. Em tặng nó là 59k. Cái này còn ít thôi cả nhà. Đen và nâu giúp em nhá. Có 4 size S, M, L, XL. Và sẽ có 2 màu là đen và nâu. Quần này nếu mà chị nào mua là biết đúng không? Được, cho em bán hơn 100. Nhưng bây giờ mọi người hoan hỉ giúp em. Bây giờ còn bao nhiêu hàng em xả nốt đi mà. 59k Q07 và kèm size giúp em nhá. 59.000 đồng thôi. Đen và nâu. Màu nào cho em đẹp, đơn giản, dễ mang đúng không? Em tặng khách là 59.000. Comment luôn cho em là Q07. Quần bò như em gì cũng có, nhưng mà nó đang bị cháy hàng. Nó đang bị cháy hàng. Chị Phương Huệ ơi, chắc là chị đặt toàn là những cái sản phẩm nó bị hết. Những cái sản phẩm đầu line thì hết nhanh lắm. Tại vì các chị nghĩ đi, làm gì có quần mà có 60.000, đúng không? Có 59.000 mỗi quần vải mà có bo chun đằng sau. Và nếu nó mua shop nào rẻ nhất cho em đi phải 80.000. Đây là quần em còn ít, em xả nốt 59k thôi. Comment luôn cho em mã số là Q07 và kèm size nhá. Đơn hôm qua nhà em chưa gọi chị ạ. Sáng mai nhà em sẽ gọi bù nhá. Nhà em chưa gọi, mới được gọi được 1/3. Mới gọi được 1/3 đơn, tại vì là không có nhân viên gọi. Comment luôn cho em lại là Q07. Em lại tặng luôn cho mọi người với giá là 59.000 đồng. Ok chưa cả nhà? Rồi, lên áo em mặc luôn nhá. E142. Em sẽ có màu xanh, màu nâu và màu kem. Lên áo này giúp em là E142. Sao đây chị giá tiền với? Trời ơi, này cái chất len cho em này. Cái chất len cho em với chị thấy không? Phê không? Nó nặng cầm tay như thế này cơ mà. Chất xịn luôn nhá. E142 màu xanh, màu nâu và màu kem. Chị nào là E142 mình lên cho em là E142 nhá. 219.000. Các chị mặc thành áo len cho em được. Mà mình mặc thành áo khoác cho em được. Áo khoác cardigan cũng được, áo len cũng được. 219.000. Em sẽ có màu xanh, màu nâu và màu kem. Còn đây luôn cho em mã cú pháp là gì? E142 219k. Quá xuất sắc. Đẹp không các chị? Cúc này, xịn này. Hàng đẹp này, trời ơi, tag mark này. Em vừa đấy chị Phương Huệ nhá. Rồi lên luôn cho em là E142 và kèm màu giúp em nha cả nhà ơi. Màu xanh, màu nâu và màu kem. 219.000. Chất siêu siêu đẹp luôn. Chị nào không lấy mã này là em ơi tiếc quá. Biết thế chị lấy mấy đôi đúng không? Đẹp lắm, xịn cực kỳ luôn cho em nhá. Áo len cổ vuông sẽ là L14 giúp em. Áo len ấy chị sẽ lên cho em là E142. Em sẽ có màu xanh, màu nâu và màu kem. 219k, 68 cân, chốt đơn thoải mái giúp em. Đây, màu kem đẹp, cúc pha lê. Đấy chị này, thấy cúc của nó không? Hàng pha lê đấy. Hàng pha lê xịn sò luôn. Rồi, em mặc sang màu nâu nhá. Màu nâu hay màu kem đắt hàng. Tại vì mấy cái mẫu này em không có về nữa. Hàng này hết sạch. À, cho chị ấy con em 115 hay gì đấy. Mà con màu trắng nhiều ấy. Đưa chị tặng nốt đi. Trắng với một cục hồng nó bị sót ở trên kho đấy. Em có màu nâu nhá. Màu nâu, màu kem và màu xanh. Lên cho em lại là E142. Em lại tặng các chị với giá là bao tiền? 219k, chất dày. Chuẩn hàng xịn luôn. Mặc cái này thì siêu ấm. Đơn giản, dễ mặc luôn. Em tặng mọi người nốt là 219 nhá. Các chị áo xoắn lên đây đi. Ok, em sẽ lên áo xoắn lên này. Áo xoắn. Đâu phải áo xoắn này, áo xoắn này. Áo này cũng đang còn hàng đấy. Con L250. Con áo này là mã bao nhiêu? Con bèo bèo này là mã bao nhiêu? Áo xoắn đây chị ảnh như này. Có hai cái vạt xoắn ở trước cổ ấy. L216 áo này cho em nhá. Con đây luôn cho em này là L216 này. Kem xanh đen nâu. L2 ê, phải rào này. Sao sao nhỉ? Con mụ này là... Đúng rồi. Sao lại áo xoắn là áo nơ bèo này? Biết áo xoắn nhà anh không? Nhà Hải không? Nó có cái vạt xoắn ở đây. Nó bị rớt vai, nó bị hở. Nó không có chéo mà nó sẽ là hở vai. Nhưng mà có một cái xoắn thừng ở đây. Hở vai, rớt vai ấy. Chị cũng đăng ảnh nhóm nhóm ấy, đưa ảnh đây. Đưa trên tường, những đang ở trên tường đấy. Rồi, lên luôn cho em mã số nhá. L216. Em có màu nâu, lấy cho chị con màu trắng ở mã đấy đi. Màu đen, màu xanh. L216 giúp em. Áo đen xinh. Cái áo len hoa đến đúng một cái. Cái con mụ nó sắp hàng ngu lắm. Đúng là một cái.
để mai em về cái mẫu đấy cho. Hôm trước nó xếp hàng là chửi nhau tưng bừng rồi đấy, hôm nay lại còn kiểu đường đấy. L216 đây mọi người nhá. Em có màu nâu, màu xanh và màu đen. Giá bao tiền em nhỉ? 169.000 hay là 159 nhỉ? 169 thôi. Hàng loại 1, loại 2 thì nó rẻ hơn 20.000. 169 cả áo len hoa đấy. Chưa chị ơi, mai em về đi. Đầu mỗi một cái màu trắng nó bị lạc bẩy, đáng nhiên ra nó sẽ là nằm trong áo này. Nhưng mà nó bị lạc bẩy sang kéo kia. Đó. Comment luôn cho em là L216 em có màu nâu, L216 em có màu xanh, màu đen đẹp nhỉ, 169k. Hàng loại 1 chất đẹp. Hàng xịn đây, màu kem của nó đây. Và giờ mình mặc áo màu nào, cúp áo màu đấy cho em này. Cúp lại còn cúp xanh nữa chứ. Em vào tường nhà mình chị gửi cái ảnh ấy là các em sẽ biết luôn kéo đấy. Chị đăng cách đây hôm qua. Hôm qua hay hôm kia ấy. L216 ạ. Màu nâu cho em nhá, màu xanh, màu kem và màu đen. Em lại qua mã nhá. Có 169.000 thôi, chất dày. Vừa mặc thành áo khoác được, vừa mặc thành áo len được, mặc được hai kiểu cho em. 169 á, nhớ giúp em là lên mã kèm số điện thoại. Tránh trường hợp bị ẩn comment nha. Nó về chung với con đúc. Các chị ơi, đúng rồi đấy. Nó là cái con sánh lực này mẹ. Ừ, mà rớt vai. Rớt vai vậy. Ê, con nói rớt vai mà. Cái con này em ơi xem còn mã không? E115. Em lại xả nốt nhá, tức lắm đó chị ơi. Hôm nay lên trên tầng lục ra thì còn sót đúng một bao nguyên màu trắng. Buồn đời chưa. Lên cho em lại là E115 cho em mã này. Chúng nó cất kỹ lắm. E con L295 của chị. Có màu trắng và có màu hồng. Lên luôn cho em lại là E115. Áo khoác len này thôi coi như em tặng đó chị nhá. Coi như tặng trên còn mỗi trắng em tặng mọi người giá rẻ luôn này. 95.000. Áo này của em là 120 đấy. Bây giờ còn mỗi màu trắng em tặng 95k. Còn mỗi trắng và 5 cái hồng. E115 giúp em nhá, 95.000. Lên luôn hộ em mã này sẽ là E115. Em tặng khách là 95k nhá. Có màu trắng và có màu hồng giúp em, chất đẹp xịn sò, 95k. Rồi áo da em mặc sẽ là 45.000. Còn áo này mình lên cho em là E115. 95.000 đồng cho em, có trắng và có hồng. Có trắng và có hồng cho em nhá, 40 cân đến 62 con em chốt đơn. Giá cho mọi người là 95k. Ok. Có luôn này, mã này là E115. Mũ gì nó không dư đây. Còn này còn nhiều em để lên. 65 nè. Còn ít nè, em tặng luôn nè. Đây luôn áo này cho em là E115. Mũ đem vô đây. E115 và kèm màu cho em là nhá, 95.000 đồng cho em, trắng đẹp mà. Áo này nếu mà chị nào mua là biết đúng không? Chất rất là đẹp luôn. Em lại tặng có 95.000 đâu. Đầu vụ nhá. Len đẹp nhá, chứ không có chuyện là len xấu đâu. Có cả màu hồng cho em, màu hồng có 5 cái thôi. Màu hồng em lại có 5 cái, 95.000. E115 cho em hai cúc hai khóa xịn xò con bò này. Con đây luôn cho em lại là E115 nhá, tặng khách chị là 95k. Rồi 95.000 đồng nhá. Em có mẫu đây. Con lại chị mã này đi. Áo này chưa nhận bao giờ đúng không? Về được mỗi màu 20 đúng không? Áo len tay bồng cho em là này. Trời ơi, cháy hàng, cháy khét lẹt. Cháy khét lẹt luôn. L295. À đúng không? Ê. Đúng không nhỉ? L295. Lên luôn áo tay bồng cho em là L295. Áo này em lại có mỗi màu, còn mỗi màu 10 thôi. Đẹp không? Đúng con nào đấy rồi đấy. L295. Đúng luôn. À ơi. L295 cho em nhá. Em có màu hồng, màu xanh. Hồng đậm, hồng nhạt, màu xanh. Khoác nam em lại chưa lên. Không lên, hôm nay không lên. Ôi, em chưa trả đơn đâu khách. Trời ơi, các chị kiện lắm. L295. Em có màu hồng đậm, màu xanh. Màu hồng nhạt. Màu đen, màu đỏ, màu vàng. Ê, hết trắng rồi gái. Có trắng không nhở? Hồng nhạt. Màu đen, màu đỏ nhá. 119k. Lên luôn cho em lại là L295. 60 cân trở về chốt đơn cho em. Và em tặng khách là 119k. Mỗi một kéo đều có một cái lớp lót đẹp lắm. Áo này mà chị nào không mua là tiếc cuộc đời luôn. 119k. Em có cả đỏ đô và có cả màu vàng nữa. Hàng Quảng Châu, hàng đẹp đấy. Lên cho em mã này sẽ là L295 nhá.
Em tặng các chị có giá là 119k thôi. Áo len đẹp của hãng Allstar, đẹp lắm các chị ơi. Tay nó có hơi bồng này, đẹp không? Có 120 một cái áo len đẹp thôi. Lê luôn cho em là L295 nhá. 62 cân trở về em chốt đơn, các chị nhìn kỹ áo cho em này. Tag mark đầy đủ luôn, xịn này, có lót cả giấy, có cả chống ẩm này, có cả gói hút ẩm luôn, hàng đẹp hàng xịn nó mới làm như thế này. Còn hàng rẻ không bao giờ nó làm như thế này đâu ấy chị ơi. Đồng hồ em đeo là 69k mã H5. Áo này mình lên cho em là L295. Em sẽ có màu hồng, màu vàng, màu đỏ đô, màu đen, màu hồng nhạt, màu xanh. Giá là 119k. Áo hoodie đấy là 239k, mã số là N50. Còn áo này các chị lên cho em mã số là L295. Có cả hồng nhạt cho em đây nữa, được chưa? Em tặng khách là 119.000 đồng. Comment luôn cho em là L295 nhá. Hồng nhạt, màu đen, màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu hồng đậm. 119k. Chốt luôn cho em là L295. Đẹp lắm các chị, nhìn chất của em này có xịn không? Trời ơi, nó mềm lắm, áo len này mặc lên rất là mềm. Và đến khoảng độ cho em là dưới 65 cân, em là chốt đơn, chất đẹp nhau cả nhà. Giá là 119.000 rồi. Em qua mã luôn nhá. Đây. Em lên cái áo này thì nó đang rất là hot các chị ơi. Đúng ta phải mặc lên này. Áo này nhá cả nhà nhá. L2. Ui, áo này xinh lắm, chất dày lắm. Áo này hot hit nè. Áo này đang rất là hot hit, hòn hit luôn. Em sẽ mặc áo này cho cả nhà luôn, chất đẹp nhá. L. L bao nhiêu em? L236 à? Kem đậm, kem nhạt, mạnh dạn báo màu nhá. Kem đậm, kem nhạt, màu nâu, màu đen, màu trắng đúng không? Ôi đẹp thế. L236 cho em này. Đây. Có phải các chị hỏi áo này đúng không? Em về lâu rồi nhưng mà bây giờ mới bán về, cách đây 2 hôm lúc em đăng ấy. Nhưng mà quên mất mẫu này, đẹp thế. L236 nhá mọi người. Màu kem đậm, màu nâu, màu kem nhạt, màu trắng, màu đen. Bao tiền em nhỉ? 169 đúng không? 169k cho em. Và mình sẽ lên luôn cho em mã này là L236 á. 169. L236 và kem màu cho em nhá. À, cho chị cái con K18 ấy. Còn mỗi màu kem á. Con Semiren ấy. Đưa chị tặng nốt. L236 cho em là 169. Lên luôn cho em là L236 nhá. Thêm với chị cả một mã áo gió đi. Màu này chị lên cho em là màu kem đậm. Đẹp nữa chị nhỉ. 169.000. Màu này lên cho em là màu nâu. Màu trắng, màu đen và màu kem nhạt. Cổ của em là cổ choker cho em như thế này. Giá là 169k cho em nha. Chất này thì gọi là nó mềm, nó mịn, chất nó dày, nó đẹp, không phải loại mỏng tê đâu. Các chị thích loại rẻ hơn thì vẫn có, nhưng mà nó là mỏng lắm, mỏng em không bán nhá. Mình kiểu gì năm nay thời tiết cũng lạnh, làm cho các chị cái loại đầu loại một luôn. Mặc nó xuống này, đó ạ. Q36 em lại còn. L295 42 cân vẫn vừa nhưng mà mặc hơi rộng một chút. Comment cho em là L236 ạ. Áo nơ hai bên mã là L236. Áo này lên cho em lại là L236 này này. À, áo kia là L216 à, áo bèo ấy. Yêu mới bán xong đấy. L216. Áo này lên cho em là L236. Loạn hết cả này, uống một tí nước cho tỉnh táo này. Ê. Cho lấy đi em. Uống một tí nước cho nó tỉnh táo con người. L236 giúp em. Màu kem nhạt. À, màu kem đậm, màu kem nhạt. Đó, có manto nhá. Màu đen, màu trắng và màu nâu. Giá là 169.000. Lên luôn cho em là L236. Em lại qua mã này luôn nhá cả nhà ơi. Chất này thì khỏi chê luôn rồi. Chất đẹp lắm. Comment luôn cho em là L236. L236 giúp em mọi người nhá. Em tặng các chị luôn là 169, ok chưa? Comment luôn cho em mã số là L236 nhá. Tình yêu nào lấy thì comment đúng không em? Rồi, tiếp tục lên cho em quần vải này này. Xả các chị rẻ nốt này. Rồi các chị ơi, hay là em có lên cái con áo siêu ấm này đi vậy. Em 50 cân nhá. Đây đây đây. Hay lên cái con áo siêu ấm này đi. Con L91 này đi. Đẹp lắm, đẹp lắm, đẹp lắm. Dày và ấm kinh khủng khiếp luôn. Con len này người ta gọi là len muối tiêu. Và len cho em sẽ là L91. Trời ơi.
chất quá đẹp cả nhà ơi. Màu hồng, màu xanh và màu kem thêm này nhá. Áo này là màu vàng chứ màu kem đâu nhỉ. Lên luôn cho em là L91. Ôi, áo len muối tiêu, áo len xịn, áo len dày ấy chị ơi. Đẹp không? L91 và kèm màu cho em. Còn lên luôn cho em là L91 nha. Đôi hôm qua này em chưa gọi hết chị ạ. Lấy chị cái này màu kem này. Nó có mấy mảng màu đây. Màu hồng, màu xanh, màu kem à. L91. Ủa ơi, ấm quá các chị ơi. Đi ngoài đường mà mặc cho em cái con muối tiêu này sướng đời. Giá thì rất là rẻ luôn, L91 giúp em nha. Em có màu hồng, màu xanh và màu kem này. Trời ơi, cái chất này. Hình cô gái xịn sò chưa. Comment luôn cho em mã này là L91. Các chị nghe giá cho em sướng đời này. 165k, áo cổ cao. Ấm siêu ấm luôn, 165.000. Comment luôn cho em là L91 nhá. Em tặng các chị là 165k. Áo len siêu cấp, trời ơi ấm lắm các chị ạ, ấm rất là ấm luôn. L91 và kèm màu cho em, cô gái bước đi lặng lẽ. Dồn đơn hôm qua giúp em được, nếu mà chị nào mà chưa, nhà em chưa gọi thì mình sẽ dồn cho em, còn nếu mà gọi rồi thì mình không dồn giúp em nhá. Rồi, L91 và kèm màu, ok chị Bảo Ngọc mỗi màu 3 này, chị Vân Trang có xanh này. Em có xanh, người ta gọi là len muối tiêu, rất là ấm và rất là đẹp. 165k giúp em, màu kem. Màu này các chị lên luôn cho em mã số là màu xanh. Và màu này mình sẽ lên cho em là màu hồng. 165k một con áo này. Nhớ giúp em lên mã và kèm số điện thoại, tránh trường hợp bị ẩn comment nhá. Chị Vân Nguyễn cho em xin số đi ạ. Phải có số nha các chị ơi. Lưu ý cho em một cái điều đặc biệt nhất là phải có số thì BD mới gọi được. Còn không có số thì nó sẽ vào danh sách dự bị. Rất là khó chốt đơn. Áo hoodie là 239k, mã số là N50. Và áo này các chị lên cho em là L91. Em tặng khách bao tiền? 165k. Lên kín cổng cao tường, các chị có thể bẻ cho em như thế này. Được chưa? Ok chưa? Không cần bẻ đâu, mình cứ kín nó thoải mái cho em là như thế này đi. Rồi, màu kem cho em nhá. Màu hồng. Em đang mặc là màu vàng đấy. Màu hồng, màu xanh và màu kem. Đây. Cái này giống như kiểu tuyết tuyết các chị nhỉ. Đẹp thế. Áo hoodie đằng sau có màu khác, tí nữa xem lại like hộ em. Quần nỉ em còn. Trời ơi, xinh không cả nhà. Ấm lắm mà giá có 165k. Rẻ hơn ở ngoài người ta đi mua luôn. Em đang mặc là màu vàng các chị nhá. L91 cho em màu trắng này. À màu kem này. L91 cho em là màu hồng này. L91 cho em là màu xanh này. Ok chưa? Em lại tặng các chị luôn giá rẻ bèo luôn. 95k à. 165.000 đồng cho em L91 nhá. Mã này em qua mẫu luôn nhá. Số lượng ít lắm. Mỗi màu em có vài cái thôi. Chị nào lấy nhanh thì mình lên luôn cho em mã này. Nhanh được chậm hết nha. Cái này em không có nhiều đâu. Chị nào mà chậm là quay vào mất lượt liền. Chất đẹp lắm. Giá có 165k thôi. Chất dày chất đẹp luôn. Lên luôn cho em mã này là L91 em chốt đơn nha. 165 đi ạ. Ok chị Thanh Tú có cho em luôn ạ. Áo da em mặc là A77 đấy. Giá là 45.000. Áo này lên cho em là L91, giá là 165.000. Rất là ấm luôn. Thời tiết này mà các chị mặc con này cho em mắc phê. Màu em mặc là màu vàng nhá. Màu đang mặc là vàng. Màu này lên cho em là màu xanh. Màu này lên cho em là màu hồng. Lên cổ cao, rất là ấm luôn. Và màu này các chị sẽ lên cho em là kem. Giá là 165k. Áo len muối tiêu hàng đẹp. Em thấy màu nào cũng đẹp, đơn giản dễ mặc và chất của nó rất là ấm nhá. Siêu ấm luôn, 165. Comment cho em lại mã cú pháp là L91. Em tặng khách là 165.000 đồng cho em nhá. Len muối tiêu hàng đẹp. Tri ân với chị là 165. Ok la chưa? Rồi. Em sẽ lên luôn cái quần vải này, Q65. Đợt trước chị nào mà mua giá cao ấy thì mình hoan hỉ giúp em nhá. Có giúp em là hai màu đen nâu. Và em không biết là còn size gì, không biết là còn size đủ size không. Có cho em màu nâu và có cho em màu đen Q65. Nếu mà chị nào mua hôm trước quần này là biết đúng không? Bây giờ em xả nốt, xả lỗ vốn luôn này. Có 59k một cái quần vải thôi. Có màu nâu và có màu đen cho em. Kèm cả đai, kèm cả táp nữa. 59.000 một cái quần vải ạ. Lên cho em là Q65 nhé. Em tặng khách có 59.000 thôi. Và mỗi một cái quần nó sẽ kèm một cái đai. Và kèm cho các chị cả một cái cúc ngọc nữa. Đó, cái táp phụ kiện đấy. Cái tag này nếu mà các chị mua ở ngoài chắc chắn cho em xác định cái tag này phải ít nhất là cho em là 10k một cái tag ngọc này. Nhưng mà em tặng khách có 59.000 thôi nhá. 59.000 cả quần, cả áo, cả tag phụ kiện.
Và mình lên luôn cho em là mã cú pháp là gì ạ? Q65. Em sẽ có màu trắng và em sẽ có màu đen. À, màu nâu và màu đen nhá. 59k thôi. Cho chị một mã manto em. Áo này là mã bao nhiêu? N74 tháo móc đưa chị lên luôn để cất này. Áo hoodie đằng sau là 239.000 đồng giúp em. Mời lấy chị hộ cái đây của tóc. Tóc mượt quá không tội này. Q65 cho em lại nhá. Q81 em lại lại lên Q81 em không lên nữa tại vì hôm qua có lên rồi. Hôm qua em có lên Q81 rồi thì hôm nay dừng nhá. Q ít thôi. Không lên nữa nha mọi người nhá. Và quần này các chị sẽ lên luôn cho em là Q65. VIP 11 có được Phương ơi. Được chưa? Ok. Áo này các chị sẽ lên cho em là VIP 11. Em like 2 nick nhá. Nhà em like 3 nick. Một cái là một cái bếp của em là Phương là Store. Và một cái bếp là Shop Thu Hiền Boutique đó. Và một cái bếp của em đang like là bếp Tổng Kho đây. Em sẽ có like 3 bếp nha mọi người. Phương là Store, Shop Thu Hiền. Và cái nick của em đang like Tổng Kho đây. Được chưa? Rồi lên luôn cho em lại mã số là VIP 11 cho em lại. À VIP đúng không em? VIP 11 nhá. Một màu duy nhất em tặng khách là 109 thôi. Áo gió á, lên luôn cho em lại là VIP 11. Em tặng khách là 109k. Q20 em không biết là còn size gì. Rồi mình lên cho em lại là VIP 11 nhá. Em tặng khách là 109k cả nhà ơi. Áo gió 2 lớp ạ, 40 cân đến 60 cân em đã chốt đơn. Tình yêu nào lấy thì comment cho em là VIP 11 được chưa? Em tặng khách với giá là bao tiền đây? 109.000, chất đẹp tuyệt vời ông mặt trời luôn. 109.000 đồng cho em lại thôi, đẹp không? VIP 11 cho em lại nhá. Ok chị Vân Vân, hai chiếc đẹp lắm. Đơn giản dễ mang, nó nổi từ cái khóa áo. Có nghĩa là nó tông xịt tông với cái vải ở trên màu áo, khóa áo này, tông xịt tông đen. Ba màu tưởng nó không hợp nhưng mà mặc lên nó rất là hài hòa luôn. 109.000 đồng cho em nhá. 6263 cân em chốt đơn, gió 2 lớp. Đi mưa thoải mái, thời tiết này các chị mặc quá ok luôn. Quần em có size S, size M, size L và XL. Giá là 59k một quần. Áo gió này lên cho em là VIP 11. Áo này nhà mình còn nhiều em. VIP 11 cho em nhá. Nhà mình còn đấy, bán mẫu áo gió nhà mình dưới nhà đang còn đấy. Em có màu đen và em lại có màu nâu. Em tặng khách là 59k một cái quần vải. Được chưa? Q65. Còn chị nào đấy áo em mặc sẽ lên cho em là VIP 11. Giá là 109k. Quần vải là Q65, 59.000. Ok chưa? Còn áo thì sẽ là VIP 11. Em tặng khách là 109k, 2 lớp lót, 40 cân đến 62 cân. Quần len tăm thì các chị sẽ comment cho em là Q81. Có 2 loại quần len tăm. Có 3 loại cơ. Loại xịn, có một loại mã tên là quần xịn. Giá là 115k. Có màu đen, màu nâu, màu kem, màu ghi, 4 size, 115.000. Loại thứ hai là quần tăm Q36, giá là 59.000. Có màu đen và có màu ghi và có 4 size là SXL giúp em. Một loại nữa nó là chất len xoắn, mã là Q81, có 4 size SXL, một màu duy nhất, giá là 149. Áo này lên cho em là VIP 11 và em tặng khách với giá là bao tiền? 109k nhá. Ok chưa? Quần Q65 thì sẽ là 59.000, có 2 màu đen và nâu. Áo này các chị comment cho em là VIP 11 nhá, giá là 109k. Rồi. Em lên áo này cho mọi người. Áo này em lại còn từng mấy cái này. Áo nỉ nhá. N76. Chị nào đã mua áo này nhà em chưa? Có chị nào đã mua cái áo nỉ này nhà em chưa cả nhà ơi? Nhận chất có đẹp không? Mặc có sướng không? Có mặc có đã, có ấm đời không? Không? N76 nhá. Rồi mình lên áo nỉ này giúp em. N76 áo nỉ. Áo này thì rất là ấm cả nhà ơi. Hàng nam em không có lên tại vì nhà em đang trả đơn cho khách, em không có lên được nha cả nhà. Áo này em bán rất là nhiều và khách hàng cho phản hồi rất là tốt. Mặc ấm lắm, riêng con áo này ra ngoài đường chỉ cần mặc cho em áo này. Chỉ cần mặc cho em nếu mà chỗ nào mà lạnh quá, mặc cho em một trong một nhóm giữ nhiệt. Rồi các chị mặc ở ngoài như thế này là quá là ấm rồi. N76 cho em nhá. Có cho em màu nâu, màu đen và màu kem. Giá là 225k. N76 ạ, đây. Các chị nhìn cho em, bóc cho chị màu kem á. Em có màu nâu, màu kem và màu đen nhá. 225.000 ạ. Comment cho em lại mã số là N76. Em lại tặng các chị bao tiền? 225k, chất đẹp tuyệt vời. Đằng sau có hình của em này, xem không? Đó, đằng sau có hình con gì đây? Con Jerry à? Đó, xem không?
Rồi, 225.000 đồng cho em lại nhá. Quần em mặc là 229.000 tình yêu ơi. Quần lên tăm lên cho em lại là Q36 giá là 59.000, cháy hàng. Cháy khét lẹt luôn cả nhà. Áo này lên cho em là N76 nâu kem đen. Giá giúp em là bao tiền? 225k. Chuẩn hàng Quảng Châu luôn nhá, không phải hàng may nhái đâu ạ. Hàng may nhái thì làm sao có cái giá này đúng không? Hàng may nhái thì nó chỉ tầm mấy chục nghìn thôi, dưới 100.000 thôi. Nhưng mà mặc mấy hôm là nó, không cần mấy hôm đâu, có nhiều gáo nỉ ấy, quay máy giặt vào rồi là nó bị nhão ra rồi ấy. Chứ còn áo này nhà em là hàng Quảng Châu nhá. Xinh không? Xinh không các chị? Em có mẫu nhá. Có một con nhiều nhiều ấy, con gì nhiều nhiều ấy. Nâu kem đen. Nâu kem đen, con áo nỉ nhiều ấy. Ừ, ờ, con thỏ đấy. Cho chị con K81 tặng khách đi. Áo này còn nhiều hôm mà lên. Má này là gì nhỉ? VIP 8 à? Hay là VIP... Con ong là VIP bao nhiêu nhỉ? Con ong là VIP 7 à? Để bông các chị. Em lại tặng nốt nhá. Áo bông mơ nhung chắc đẹp. Vẫn 109.000 đồng. 109.000 đồng cho em lại thôi. Một màu duy nhất cho em màu nâu. Một màu duy nhất cho em lại màu nâu N76 em lại qua mã nhá. Quần nỉ bò chun. Có mấy loại bò chun? VIP 27 cho em lại 109 này. Lê luôn cho em là VIP 27 nhá. Tặng khách 109k. Ok chưa? Tình yêu nào lại VIP 27? Chốt liền cho em lại mã số là VIP 27 cho em 109 nhá. Bomber nhung. Em tặng khách là 109k VIP 27. VIP 27. 109k VIP 27. Được chưa? Bomber nhung đẹp này. Lê luôn cho em là VIP 27 nhá. Em tặng khách là 109k được chưa? Hút đi đằng sau em lên rồi. Tình yêu nào là VIP 27, comment luôn cho em là VIP 27 bomber nhung. Mặc cái này thì ấm rồi, ấm thôi rồi, ấm khỏi biết luôn. 109.000 cho em, được chưa? 109.000 đồng ạ. Lên luôn cho em lại mã số là VIP 27 kèm số điện thoại. Em tặng khách là 109k ok em. Chị Thu Phan có cho em lại luôn này. Em tặng khách là 109k nhá. Em có một màu duy nhất chị gái, một màu duy nhất cho em lại là màu này. Em tặng khách là 109.000, chất đẹp tuyệt vời, theo logo xịn em như thế này. Đẹp tuyệt vời không mà trời luôn, có 109.000 đồng cho em ạ. Rồi, không chị ơi, chiều em không like được tại vì nhiều đơn quá, không thể like được ấy. K81 đi Phương. Tặng khách hàng con K81. Ê, con này còn không mà mang vô đây. Len lông thỏ này, L258 này. Thôi cứ search cho chị giá tiền đi. Kem với hồng à, áo len nhung nhá. Len này là len lông thỏ cho em lại, L258. L258 cho em là áo len nhung 179.000. Em sẽ có màu hồng và em sẽ có màu trắng nhá. 179 ạ, L258. Lên luôn cho em là L258 nhá, 179k. Có cho em màu hồng và có cho em màu trắng. Tình yêu nào lấy mã này ạ? Và các chị sẽ comment luôn cho em là L258 179. 179.000 đồng cho em nhá. Comment luôn cho em mã số là L258 và em tặng khách là 179 ạ. Em có cho mọi người là màu trắng và em có cho mọi người là màu hồng. Len lông thỏ nhá cả nhà ơi, 179k được chưa? Áo em đang mặc là 225.000. Áo này các chị sẽ lên cho em là L258. Em tặng các chị luôn với giá là 179. Rất là xịn luôn này. Tag mark đầy đủ cho em cúc xịn nhá. Đây các chị nhìn cho em chất này. Cái tay áo nó là len lông thỏ, chị thấy len nó cũng đẹp lắm. Giá luôn với giá bao tiền? 179k. Comment luôn cho em là mã số là gì đấy ạ? L258 nhá. Em có màu hồng và em có màu kem. Chất đẹp đấy. Đây, em lên con áo sơ mi ren. Chất đẹp. Áo này em tặng cho chị giá rẻ luôn này. K81 sơ mi ren. Có cho em màu kem và có cho em màu đen. Áo này em trơn mọi người rẻ lắm. Chị nào mua được con áo này là sướng. Đợt trước của em áo này là 150. Thế bây giờ em muốn cắt mẫu ạ. Like hôm qua thì em chưa chốt chị ạ. Chưa chốt hết, đang gọi điện cho mọi người. Và áo này các chị lên cho em là K81 nhé. K81 và kèm màu giúp em. Lên luôn cho em mã này là K81. Áo này em xin phép chiên mọi người luôn. Sơ mi ren, hàng Quảng Châu xịn. Và em tặng khách giá rẻ luôn nhá. Áo này đợi trước chị nào mua là 149k. Bây giờ em còn mỗi màu kem này. Màu kem và màu còn ít màu đen. Em tặng cho chị nốt giá rẻ nhá, 115k thôi. K81 cho chị một mã manto ngắn đi. Lên luôn cho em là K81 nhá. Em tặng khách với giá là bao tiền? 115.000. Áo sơ mi ren có màu kem và có màu đen.
áo này các chị đến 58 cân, chốt đơn giúp em dưới 58 cân nhé. Len cái áo này thì các chị mặc kiểu là mình mặc ở trong áo ngực thì nó không bị hở nhá. Em mang mặc áo dây ấy thì nó bị hở, chứ còn mình mặc trong áo ngực bình thường thì nó không bị hở đâu. Giá là 115k. Sơ mi ren đó, xinh không ạ? Lên luôn cho em là K81. Đợt hôm qua nhà em chưa gọi hết chị ạ. Áo mũ là 239k, xinh không? Chuẩn hàng Quảng Châu cho em nhá, đen đây. Tà leng, màu đen đây, màu đen đây, màu đen. K81 và kèm số giúp em. Rồi em tặng khách là 115k giúp em nhá. Sơ mi hôm qua em mặc hết ạ. 10 ngày nữa hàng mới về nên đâm ra em không có chốt đâu. Đấy chứ, hôm nào về sau em sẽ bán sau, xinh không các chị? Đó, 115k cho em, mã cú pháp là K81. Em sẽ có hai màu là đen và kem. 40 cân đến độ tầm cho em là 58-60 cân, ren nó rất là sang các chị này. Nó xinh lắm ấy, mà giá có 115k. K47 em không rõ, K49 em cũng không rõ đâu chị. Mấy cái mã đấy thì mình lên mã và kèm số cho em thì bên em sẽ chốt đơn. Ok chưa? Kèm số giúp em là được nhá. Nhớ giúp em là phải có số, số đúng nha mọi người. Cái này các chị thích thì mình sơ vin, không thì mình mặc thảm buông cho em cũng đẹp. Đó, 115k màu đen và màu kem giúp em. Áo mũ là 239.000 đồng. Chị Linh cho em mã số là N50. Áo này lên cho em mã số là K81. Em tặng khách là 115k. Em qua mẫu này luôn nhá. Kem và đen màu nào cũng xinh. Áo này mặc kiểu ghi lê cũng đẹp. Ghi lê trơn ấy. Chị em mình mặc với ghi lê trơn cũng xinh. Ok, em qua mã luôn nhá. 115k giúp em. Đây là giá em tặng nốt đấy. 115k. Em bảo con này nhiều quá. Em lên cho các chị một con mã hoodie xinh này. Bóc bồ chị ơi. Con này em rất là xinh luôn. Áo đẹp đấy. Áo này này em nói thật với các chị mặc ấm lắm. Hôm qua em ra đường, trời ơi mặc con này mắc đẹp luôn mà lại ấm. Chỉ còn mặc cái này mặc chân váy cũng đẹp các chị này, đúng không? Mình mặc với chân váy, mình mặc với quần nỉ, mình mặc với quần legging, mình mặc với quần da, quần sock màu nào cũng đẹp cho em rồi. Rồi lên con áo này cho em nhá. N18. Trời ơi khách chốt nhiều dã man con áo này, em về lần 2 đấy. Chứ con này lần 1 là cháy hàng. Không có hàng để bán luôn. Kem hồng đỏ đô. N18. Chốt luôn cho em không? Lên luôn cho em là N18 cho em nhá. Có cho em màu hồng này, màu kem và màu đen. Hồng à đâu? Hồng kem đỏ đô. 225.000 đồng cho em nhá. N18 á. Áo nỉ thì không có size rồi. Hàng một size giúp em nhá. Tag mát xịn luôn. Áo này nhiều chị ra shop mua toàn cứ gần hơn 300, ít nhất phải 290. Ít nhất con này phải 290. N18 cho em nhá. Hồng đỏ kem 225k. Quần em mặc sẽ là Q74 ạ, giá là 229.000. Áo này các chị sẽ lên cho em là N18. Áo này nhá, xinh lắm. Mà giá có bao tiền? 225k. N18 giúp em nha. Gió nam em không có về. À ý là em về nhưng mà em không có lên được. Tại vì bây giờ là lên thì không có đủ để chốt. Mà cái đơn của em còn chưa trả hết cho khách. Đây là lúc nào về trả đơn sau thì em sẽ lên sau. Được chưa? Và các chị lên luôn cho em là mã số là gì đấy ạ? N18 và kèm màu cho em. Em có màu hồng nhá, em có màu đỏ và em có màu kem. Em bây giờ sẽ lên manto. Rồi, bây giờ sẽ lên manto thôi cả nhà. Cho em xin một nút chia sẻ đi ạ. Các chị ơi, cho em xin một nút chia sẻ để lên manto nhá. N18. N chị ơi, chị Thanh Thảo ơi, comment cho em số là N18 nhá. Màu hồng, màu đỏ đây. Màu này các chị lên cho em là màu kem. Và giá cho mọi người là 225k. Có màu kem, có màu đỏ và có màu hồng cho em. 225k. Tôm và Jerry rất là xinh. Trời ơi. Xinh không các chị ơi? N18 nhá. Ok chị Hạ Nhi có cho em màu đỏ này. Ai lấy N18 thì mình chốt cho em là N18 225.000. Áo này siêu ấm, siêu mềm, siêu mịn. Không bị ngứa luôn. Áo mũ đấy là 239k cho em nhưng mà hiện tại em đang hết N50. Còn áo này lên cho em là N18 đẹp thế. Eo ơi cái chất và cái hình của nó này xinh ơi là xinh luôn. Đó. Màu hồng cho em nhá, màu kem và màu đỏ ạ. Comment luôn cho em mã cú pháp là gì đây? N18. Em qua manto nhá cả nhà ơi. Em sẽ qua manto cho cả nhà nhá. Lên manto luôn cho em, có hai màu rồi em. Lên manto cho em nhá mẫu này.
Hôm nay không biết là trong nhà còn nhiều không? Manto hot hit luôn. Áo mũ là 239.000 đồng giúp em. Còn mình lên áo này luôn cho em là nhá. Chất đẹp lòng lọt non, chất đẹp lắm nè. Manto xịn E85. Manto đẹp được các chị đây. Lên hộ em sẽ là E85 nhé. Màu mè sau đây E85. Manto đẹp M50 cân. Đó E85 cho em nhé. E đưa móc lên cho chị đi. Để đấy làm sao với được. Quần nỉ em chưa về thêm. Đẹp chưa? Đẹp chưa? Đẹp chưa? Đẹp lắm. Rồi tiếp một mã áo nỉ có mũ. Đúng rồi, lên quần đánh rồi. Ý là cột hộ chị kép bèo đằng sau đi. E85. Không cột đâu. Có cái này trước mà. Thôi rồi, mấy người béo cột. Ủa, cho cái chốc rồi thông bây giờ. Hộ em thích mà. Nhanh nhiều lên. Rồi lên cho em là nhá, E85. Màu mè đi các em. Màu nâu, màu kem. Màu đen. Hết à? Nâu ở kem nào? Chắc chưa. Hey, sớt đi, sớt thì không sớt. Ngồi nó nói như bà cố đấy. E85. E85. Có cho em màu nâu và có cho em màu kem nhá. Này, sắt cái dây lại em ơi. Trời, nó lại đằng sau đi. E85 cho em là giá bao tiền nhá. 2 size M và size L giúp em nhá. Có 2 size ML. 545k. 545k mã số cho em là E85. Hai cái này sốt cho chị có nhiều này bán luôn này. 545.000 E85. Chị nào lấy thì chốt cho em mã số là E85. Em bao nhiêu cân? Em 50 cân các chị. Và áo này các chị lên hộ em là sẽ là E85. Manto này em để lại một cái đẹp lắm. Trời ơi. Đi cho em con này đi đôi bót nữa thì rất là xinh các chị nhìn cho em nhá. Hàng Quảng Châu nhá. Áo này Giang Dô Dô cũng có mặc đấy, chị ấy có mặc đấy. Xinh lắm. Trời ơi. Hot trend luôn này, chất cho em này. Ở chưa, chuẩn hàng Quảng Châu không phải may nhái tào lao nhá. 545.000 đồng giúp em. Comment luôn cho em mã cú pháp là gì đã. E85 và kém size giúp em là nhá. 2 size ML cả nhà ơi. 545k giúp em là E85. Tình yêu nào là E85 ạ. Lên mã luôn cho em là E85. Đẹp thế này. Trời ơi, xinh xíu. Em là nhất. Em là nhất. Nâu và kem cho em là nhá. Chuẩn bị em mặc sang màu nâu. Cái đây là màu kem cho em đẹp nhỏ. Cái này nếu mà chị nào mà eo thon ấy, thắt cái đai đằng trước cho em. 2 size ML ạ. 545.000 đồng 2 size ML giúp em nhá. Comment luôn cho em là E85. Tình yêu nào là E85 thì mình chốt cho em luôn. 6 cái lên đi. E85 và kèm số điện thoại cho em là nhá. 545. 545.000 cho em nhá. Manto đẹp, manto xịn đấy, có 2 size ML. Đấy, size M thì các chị đến cho em là 55 cân. Size L là đến cho em là tầm 62 cân, được chưa? Thích thì mình cài đai đằng sau. Kem nhá, màu em mặc là kem và màu nữa là đen. Em thử màu nâu nhá, ok. À màu nâu chứ nhỉ, ok chị. Đẹp lắm, áo này em xin phép hạ mẫu luôn nhá, chất đẹp. Chất rất là đẹp và chất rất là xịn cả nhà ơi. Nhìn chất của em là này. Tag mark đầy đủ luôn, hàng cao cấp, 2 size ML. Bên trong toàn bộ cho em là lót như thế này. Cái này là hàng đẹp nhá. Còn em mặc sẽ là Q74. Rồi, em sẽ mặc sang màu nâu. 545.000 đồng 2 size M và size L giúp em. Tình yêu nào lấy comment cho em là E85. Áo này đẹp lắm. Đi đám cưới, đi đám tiệc, đặc biệt là đi đám cưới người yêu cũ ạ, là mình phải mặc đẹp nhất luôn cho em. Các chị ơi, mặc đẹp nhất luôn. Ngày hôm đấy đẹp hơn hoặc có thể bằng cô dâu luôn, đúng không các chị? Áo này các chị mặc váy cũng đẹp này. E85 và kèm màu cho em nhá. 545.000 đồng 545E85. Màu nâu giúp em. Màu nâu nhá cả nhà ơi. Màu nâu. Đây là tông màu nâu cho em nhá. Màu nâu. Trời ơi. Chất đẹp. Chất đẹp, chất xịn luôn. Màu nâu cho em này. E85. Rồi em qua cho các chị một mã quần nỉ xịn. Hàng cao cấp nhá. Quần em có đen, nâu và ghi nhá mọi người nhá. Quy mấy đấy Phương ơi. Quần nỉ này, năm nào em cũng mặc quần này hết, ấm lắm. Siêu ấm luôn mà chất đẹp luôn.
Quần này mẫu mới về nhưng mà em có ít nhá. Quần nỉ cao cấp luôn cho em đấy. Hai size M và size L giúp em nhá. Quần này em sẽ có hai size ML. Mã 602 em ơi, quần 602. Có hai size M và size L cho em, có đen này, có nâu và có ghi, các chị nhìn kỹ cho em này. Đây là hàng Quảng Châu. Hôm sau em về sẽ là có cái hàng, không biết là có rẻ hơn hay không, nhưng mà hôm sau thì em sẽ về có cái chất nó sẽ mỏng hơn một chút thì giá nó thành nó rẻ. Còn quần này thì nó đắt nhá, tại vì quần này là hàng xịn, hàng Quảng Châu luôn cho em. Quần nỉ loại đẹp, được chưa? Rồi mình lên luôn cho em mã quần này luôn nhé cả nhà ơi. Em có màu đen này, em có màu nâu và em có màu ghi. Có hai size là M và L. Size M ấy chỉ đến 55 và size L đến 58, 59 cân mình chốt đơn cho em, được chưa? Màu đen, màu nâu và màu ghi, hai size ML. Coi lên luôn cho em mã số là gì nhỉ? Có không? Nó chưa làm mã đúng không? 602. Chưa có. Thế thì lên cho chị mã quần gì đó, free máy được. Chưa làm mã đúng không? Đen, nâu, ghi, hai size ML, chất rất là đẹp. Và các chị nhìn quần bo cho em này. Bản bo xịn cho em nhá. Quần theo logo xịn nét cho em như thế này. Q11 á. Thôi đừng có quần này hết chưa rồi lại chèn cái mã yo yo yo. Q01 có không? Q03. Chắc chắn là không có quần Q03 luôn, tại vì quần shop hết hàng rồi. Trong nhà còn không? Q05 cho em lại vậy. Cái quần shop đi chị xả nốt đi. Soi lên quần này cho em lại là Q00. Q11 hết chưa? Q05 còn không? Ai chờ đố tìm đố anh bắt được em. Đợi em chút nha. Q90 đi. Em thấy ông Q11 cho dễ nhớ. Hả? Hay đùa tao. Thôi đi Q02. Q02 cho em 265k. À 260 Q02. Lên luôn cho em là Q02. Chuẩn hàng Quảng Châu đẹp lắm quần này. Em để lại một đôi rồi, áo gió em rất nhiều. Rồi lên luôn cho em mã này là Q02. Quần nỉ xịn cho em á. Đây đây đây. Quần nỉ xịn, quần bo nhá. Màu ghi, màu nâu, màu đen. Giá luôn cho cả nhà là 260. Lên cho em là Q02. 260 nhá cả nhà, 260k. Có hai size M và size L đẹp lắm. Quần này về sướng, mặc đẹp cực kỳ. Hai size ML cho em. Áo manto em mặc là 545.000. Rồi, mã số là E85. Quần này lên cho em lại mã số là Q02 cho em lại. Có size M và có size L thôi. M ấy chỉ đến 55 và L đến 60. 260 ạ. Đây, em có màu ghi, màu nâu đẹp nhỉ. Cái màu nâu đẹp thế. Đây, cái màu nâu cho em 260 nhá. Đen nâu ghi 260, mã số là Q02. Tình yêu nào lấy Q02 thì mình chốt cho em là Q02. Chốt đúng và đủ mã cho em nhá, ok chưa? Em có mẫu đây cả nhà ơi, 262 size M và size L. Áo em mặc là 545k, mã số là E85. Áo này, quần này các chị lên cho em là Q02, size M đến 55, size L đến 60 cân cho em. Áo này, áo mã này có mấy cái? 6 cái. E268. Áo dạ này em có 6 cái. Và mình lên cho em lại là E268. Em tặng các chị luôn với giá là 149.000, 6 cái em. E268. Em chỉ có 4 cái thôi, 4 hay 6 á. Em tặng các chị 149k, màu này rất là lạ luôn nhưng mà có 6 chiếc. 58 cân trở về giúp em nhá. E268 được nhiều không? Vàng 2 cái, nâu 4 cái. Lên luôn cho em lại là E268. Có màu vàng và có màu nâu. Vàng có 2 cái, nâu được 4 cái, tổng 2 màu có 6 cái. Đó, lên cho em mã số là E268. 149k. Có 6 cái. Có 6 cái nhá. Màu nâu và màu vàng giúp em, hai màu luôn cho em, kẻ caro đẹp không? Để cho em tặng các chị là 149, ok chưa cả nhà? Áo ren là mã số là K81. Áo này lên cho em là E268. Em lại qua mẫu nhé. Nâu và vàng giúp em. Rồi. Lên tiếp cho chị cái áo khoác BB đi em. Áo khoác BB. Hay lên tiếp một con.
Manto này còn nhiều không? 888 ở trong nhà còn ít này. Manto này nữa cho em nha. Đen này. Cho chị màu mất. Sau rồi chị cái manto 888 là mã bao nhiêu? E40 à? E82. Nâu đen kem cho em lại. Cô cho chị cái nửa đằng sau ấy. E82. Có size cho em là M và L nhé. ML hay là SM? Mặc cái kiểu này nó trùng. Vét chủ tịch nhỉ? Chủ tịch. Ôi trời ơi. Chủ tịch trẻ là như chị đấy. Cầm mồm. E82. Lê luôn cho em là E82 nhá. Nâu đen kem ấy chị ơi. Xuất sắc. Bao tiền em nhờ cũng 545 mà. Đẹp quá. E82. Chị nào là E82 thì mình chốt cho em này. Hả? 485.000 đồng cho em. 485 nhá mọi người nhá. E82 485.000. Em sẽ có màu đen và màu kem và màu nâu. E82 và kẻ màu cho em nhá. Manto 485k. Manto nâu sẽ là 545.000 giúp em. Áo vừa rồi là 545.000 giúp em nhá. Áo này sẽ là 400 mấy em nhỉ? 485k. Có màu đen và có màu nâu. Đen nâu kem. Hai size M và size L giúp em. Cứ form size M đến 55 và size L đến 60 ha. Đây. Đây là màu nâu cho em nhé cả nhà. Đây là màu nâu và đây là màu kem. Có 485.000. Nâu và kem mã số là E82 giúp em nhá. Rồi E82 và kem màu giúp em. Rồi ôi các chị ơi, nhìn cái form áo này đẹp không? Manto phải đẹp như thế này, mặc phải sang, mặc phải xin. Đúng không? Nhìn cái chất manto này. Đẹp nhất cái nách luôn cho em đang mặc màu đen đấy. Đơn thứ 6 nha em, nếu mà chưa gọi thì chắc là chị không có đơn rồi. Màu nâu, màu kem và màu đen. Tại vì là gọi hoặc chị không em máy hay sao ấy. Đơn hôm qua thì nhà em chưa gọi là đúng. Chưa gọi hết là đúng, còn nếu mà đơn hôm thứ 6. Còn bây giờ là hôm chủ nhật rồi. Thì chắc là các bạn sót vào những cái đơn mà mình không em máy ấy. E82 và cái màu cho em nhá. Có túi đầy đủ hết cho em. 485.000 đồng thôi. Đen, nâu, kem. Tình yêu nào lấy màu nào comment đúng mã cho em là E82 là em chốt đơn nữa cả nhà. K74 em lại chưa có về. Hôm sau em về em sẽ bán xong được chưa? Rồi, đen nâu kem các chị gái ơi, hàng tắc biên không dám nhận đơn trước. Nhưng mà nhận đơn trước cái lúc các chị không có hàng các chị chửi chết. Rồi, màu đen, màu nâu và màu kem. Comment đúng cú pháp cho em lại là E82, em chuyển mã nhá. 485k. E82 giúp em có M và có L, có chưa? Hai size ML em qua mã đây. Chuyển mã cho các chị lên đó, các chị mở mã khoác lên. E38. Số đây chị giá với. Khoác lên cho em nhá, đen và kem E38. Lên luôn cho em mã này là E38 giúp em. Manto vậy. Chị và em thấy manto đấy là dáng bùa. E38 nhá mọi người nhá. 179.000 đồng. Em có màu đen và em có màu kem. Áo khoác lên xịn nhưng mà mỗi màu em chỉ có 10 thôi. Comment luôn cho em lại là E38 nhá mọi người ơi. 179.000 đồng cho em áo khoác len cao cấp, áo len ép. Và các chị đúng cho em, đúng trang này của nhà em đấy chị ơi. 10 cái áo len bình thường mới ép ra được một cái áo khoác len ép. Có nghĩa là 10 cái khoác bình thường mới ép được một cái áo len ép như thế này. Nó như kiểu là ép dầu mỡ các chị đó, kiểu thế. Nó là dòng len ép nhá, không bay không xù đâu. Trời ơi. Lên luôn cho em lại là E38 á. Kèm số điện thoại luôn giúp em. 179k. 65 cân em chốt đơn. Con này mà có điểm cộng nữa là có cái túi thì quá là đẹp. Nhưng mà con này là không có cái túi á chị ạ. Con này lại không có cái túi. Đó, điểm trừ thôi nhưng mà bù lại nó rất là xinh. Viền viền tay phối viền chất len ép cho em nhá. E38 á. Em có hai màu là màu đen và màu kem. 65 cân em lại chốt đơn. Chị nếu mà xem thì mình tí nữa tua lại like giúp em nhá. Còn mình lên cho em là E38 giúp em. Chất len xịn hàng cao cấp ạ. Giá là bao tiền ạ? 179k. Đen và kem len dày. Các chị nhìn cổ là biết len này. Len BT cho em cúc này. Xịn nhá. Đó, nó là dạng dấu cho em. Dạng chìm như thế này. 179 nhá. E38. Áo khoác hồng đằng sau là 239.000. Cho chị thêm con nỉ vừa mà có mũ đi thôi. Rồi, E38 và kèm màu cho em này nhá. Áo đằng sau em chỉ có một size thôi. Màu đen và màu kem giúp em. Chị nào là E38 thì mình chốt em là E38. Chất rất rất là đẹp cả nhà ơi. 179k, mã số là E38 giúp em. Màu kem đẹp không?
kem gọi là xuất sắc luôn, quá đẹp luôn. 179k thôi em nha, màu kem. Em thấy màu nào đẹp, chị nào thích màu nào mình comment màu đấy. Màu nào cũng xinh, màu nào cũng xịn. Đây, trời ơi, cái màu kem của em bá cháy luôn nha. Đẹp quá. Màu kem em thấy cũng xịn. Đó, chị nào lấy màu kem thì chốt liền. Chốt ngay tay không hết. Là hết mã này luôn đấy các chị ơi. Em không về nữa đâu. Những cái mã này thì chị em mình cố gắng săn bằng được cho em. Tại vì chất của nó đẹp. Lên áo gió đi em, ok tình yêu luôn. Chất đẹp, chất xịn đấy. Comment luôn cho em lại là mã số là E38 cho em lại nhá. Ok chưa? Con áo này màu gì nhiều em? Ôi trắng bị dở quá. Mom lên chị bên này. Trắng bị cái áo nó bị cổ áo rồi. N bao nhiêu đây? N70 đúng không? Đen. Đen vàng. Lên hộ em áo nỉ này dạng vừa nhá. Nó là nỉ hoodie nhưng mà nó là dạng vừa. Không quá dày, không quá mỏng. N47 cho em nhá. Áo này chắc còn ít thôi. N47. Em sẽ có màu đen, màu kem, màu vàng, màu trắng. 139k cho em nhá. N47 139 á. Em sẽ có màu đen này, màu kem này, màu vàng, màu trắng này. 40 cân đến 62 cân, 40 cân đến 50 cân giúp em. Tặng cho các chị luôn với giá là bao tiền? 139k. N47 nhá, bỏ baggy em hết. N47 cho em tặng khách. Tặng các chị là 139k. 139.000 đồng nhá. N47. Rồi, lên luôn cho em lại là N47 nhá, 139k. Quần da là 229k giúp em. Áo này lên hộ em sẽ là N47. Áo nỉ dạng vừa. Em tặng các chị luôn với giá là bao tiền đây? 139.000 đồng thôi. Áo nỉ của hãng 1985. Có cho em màu đen nhá, màu nâu nhá, màu trắng và màu đen. Có chữ A. Em, cái bomber E50 ấy. Cái số 33 đấy. Ừ, hôm nay mới về thêm mỗi màu 10 đem em chị lên luôn. Màu trắng em và màu vàng nhá. N47. Màu vàng, màu trắng, màu đen, màu nâu. Tặng các chị luôn là 139.000. 60 cân trở về chốt đơn cho em. Áo nỉ hoodie. Có mũ nhưng mà dạng vừa, không quá dày, không quá mỏng. Quần em mặc là Q74, giá là 229k giúp em SML. Và cái này các chị lên áo hộ em sẽ là N47. Cái màu trắng nó bị lỗi nhá. Em sẽ có màu vàng, em sẽ có màu đen, màu trắng và màu nâu. Giá là 139k. N47 áo hoodie chất rất là đẹp luôn rồi. Chất này thì không thể chê một câu nào hết. Đẹp lắm. Form đẹp, dáng đẹp, chất ok. Còn đây luôn cho em lại là N47. Hoodie sẽ là 239.000 đồng. Và áo này lên cho em lại là sẽ là N47 nhá. Màu đen, màu trắng, màu vàng và màu nâu. Em tặng cho chị nốt có 139.000 đồng thôi. Ok là chưa? Em qua mẫu nha cả nhà ơi. Qua mẫu cho em nhá. Bomber tiếp à? Đây. Em sẽ lấy cho mọi người một cái mã bomber này lên. Bomber để lên. Úi ôi. Con E242 đây này. Tốt liền cho em con này đi. Không phải hết hàng nhá. Con này em hạng mẫu đây. Rồi, các em là nhất. E50 cho em lại đi. Công lý ở đâu? E50. Lấy chị vào mã bomber đi. Kem và đen cho em lại. Đẹp thế. E50. E50. Chị nào lấy E50 thì mình chốt cho em là E50. Có cho em màu đen và có cho em màu kem. Con này được mỗi màu 10. Chán lắm, được mỗi màu 10. Ôi giời ơi, đẹp không? Đen và kem cho em lại 200 mấy cu? 249.000 đúng không? E50 hoodie hồng là N50. 249. Lần này nó tăng hơn đấy các chị ơi, đẹp không? Áo này hàng may rẻ lắm. Hàng may có 100. Em thấy hàng may ơi, may đắt phết, xỉ 170 rồi đấy. E50 cho em nhá.
249 màu kem và màu đen. Xinh chưa? Xinh rất là xinh. 249.000 đồng cho em nhá. Mã số là E50, hôm trước cháy hàng. Hôm trước cháy hết lại con này. Em có màu đen và em có màu kem nhá. Hai lớp lót con này gấp đun em ơi. 249.000 đồng cho em là 68 cân em là chốt đơn. E50 ok chị bo bông su có này, chị Linh Vinh có cho em. Mỗi màu em còn 10 thôi, cái này mỗi màu còn 10. Chốt liền nhá. Không lại hết đi ạ. Anh chị phải chốt nhanh đi, không lại hết. 249.000 thật sự áo này về được mỗi màu 10. Em còn trả đơn cho khách hôm trước, em không dám mặc màu kem đâu, kem đẹp lắm. Màu kem không dám mặc, hình như là đúng lấy một cái hay sao nhỉ? À hình như con Phương, Phương ở trên kia lấy một cái. E50 và kèm màu cho em là 249. Màu đen và màu kem. Lên luôn cho em là E50 nhá, đẹp nhỉ. 249.000 đồng cho em là E50. Em là xinh như thế này đó. E50 cho em và kèm màu. Kem và đen cho em nhá, 249. Rất là xinh. Áo này em thích lắm ấy cả nhà. Áo này em thích cực kỳ luôn nhưng mà hết hàng. Em không dám để lại một cái mặc đấy, tại vì cái này để cho khách đó. Lên áo này cho em nhá. Bomber cho em này. E172. Sao cho chị cái này màu nào nhiều? Bomber xịn em lại nhá. E172. Có màu đen, màu kem, màu nâu. Áo này xinh đấy. Bomber con vịt nhá. Lên luôn cho em lại là E172. Em tặng cho chị luôn, giá rất là rẻ luôn. Em sẽ có màu đen, màu kem, màu nâu và màu hồng. Tình yêu nào lấy áo này chốt hộ em sẽ là E172 nhá. Giá em chiên mọi người luôn 109 thôi. Bomber xịn, túi zip xịn, đằng sau theo con vịt. 109k, mã số là E172. Chị nào lấy E172 thì mình chốt em là E172 nhá. 109.000 đồng giúp em. Trời ơi, em nói thật với các bác một cái là nó xuất sắc cuộc đời luôn. Màu đen này, màu hồng, màu kem, màu nâu, 109.000. E172 và kèm màu cho em nhá. E147 là mã gì nhỉ? Đẹp không anh chị ơi? À, còn không? Cho chị lên đây. Lên luôn cho em là E172, 109 ạ. Đằng sau giúp em nhá, theo logo. Em có màu nâu, màu kem, màu hồng, 62 cân em chốt đơn. Giá là 109.000 đồng, áo hoodie đấy là 239k nhé. Comment cho em là N50. Áo này mình lên cho em là mã số là E172, 2 lớp lót cho em. Và tặng khách là 109.000, 2 lớp lót xịt. 62 con em là chốt đơn, con này quá là đẹp rồi. Khách nào mà chậm tay là quay vào mất lượt. Chậm tay là quay vào mất lượt tại vì hàng này số lượng em về ít, ít lắm. Mà giá này cho mọi người hầu như là em không muốn về thêm. Tại vì bán rẻ quá cả nhà. Giá này thì quá là rẻ rồi, 109.000 một cái áo rồi. Áo gió bomber 2 lớp lót. Lên luôn cho em lại mã số là E172. Em tặng chị là 109.000 đồng. 40 cân đến 62 cân em chốt đơn. Màu đen nhá. Màu kem, màu hồng và màu nâu. Phải ngày mai em mới like quần jean tiếp. Tại vì là hết quần jean rồi chị ơi. Đấy tình yêu nào là E172 thì mình chốt rồi em hút đi. Mã kia đang bị hết hàng nhá. Rồi E172 và kèm màu cho em là. Em có một cái mã áo gió này này. Em muốn sale luôn mọi người. Em muốn sale vào cả nhà cái mã áo gió này. Sale nó, sale tất tật tật luôn. Áo gió này thì gọi là em hôm trước về hết rồi. Phương anh chị ấy, vỏ bánh này nè. Chuẩn đó. E147. Áo gió E147. Rồi, mình lên luôn cho em bạn này nhá. Áo gió 2 lớp lót cho em, áo gió của hãng ấy. Con này có nhiều không em? Ít à? E147 nhá, sao con này bán chiên, bán bùi là chính thôi. 79.000, chị nào bấm nhanh thì chốt đơn. 79.000 đồng cho em nhá, E147 này. Em có hồng, có trắng này, có cam này. Vì sao là bán cho bùi? Tại vì giá nó quá rẻ, hàng 2 lớp nó cũng như những cái hàng em đang mặc. Nhưng mà hôm trước là hàng hoàn về ấy. Thế là em bán rẻ cho khách. Đó, nên là bây giờ thì các chị mua được hình sấy 79k một chiếc, có mũ đầy đủ luôn. Ok chưa? Màu này lên cho em là màu cam. Màu hồng và màu xanh rêu. Lên cho em mã số là E147. Có 79k một kéo gió rồi các chị ạ. Tội gì không mua đúng không? Mũ tháo rồi. Thật sự áo này em còn ít. Chị nào lên mã luôn. Hôm nay em không có lên đồ nam chị.
E147 cho em là thôi chắc qua mẫu luôn, hết sạch còn gì 79.000 mà có mũ hai lớp, lại còn có túi. Ui giời, hàng này xịn lắm. Chẳng qua bán 79.000 thôi, các chị là bán tương tác thôi. Chứ ai bán một con áo này mà 79.000 các chị. Thôi em qua nhá, hết hàng. Hết nhá mọi người. Áo này còn đúng một chiếc, các chị mua cho em đi. Em cắt lỗ vốn luôn này. L21 áo len nhung. Cái áo len thôi mà cái túi nó đông còn xịn hơn cả cái áo khoác. L21 áo len nhung đẹp nhá, có 165k đúng không nhỉ, 269k. Nhìn nó chị cái giá các gái. L21 dùm em nhá, 169. L21 đây luôn cho em là L21 nhá. Em tặng khách là 169k, mã số là L21. Chị nào lấy L21 thì mình chốt cho em nhá, 169 ạ. L21 và kèm số điện thoại. Em tặng khách là 169. Lên được các chị một con cardigan xinh này. Lên được mọi người một con cardigan xinh cho em nhá. Xinh lắm. Áo siêu xinh luôn. L21 là áo len nhung. Áo len nhung đẹp á, nhung xịn á. Nhung chất đẹp cho các chị luôn, phải chưa? Rồi, L21 chất dày lắm. Chị nào lấy L21 thì mình chốt cho em nhá. 169k chất dày, chất dày như cái chăn bông luôn, đẹp. Không phải nặng như cái chăn bông, chất dày chất đẹp nhá. Len nhung cao cấp ấm lắm. Con này em nói thật với các bác là siêu ấm luôn. Một màu duy nhất len nhung xịn. Lên cho em lại mã số là L21. Em tặng khách là 169k. Chất rất là dày và rất là đẹp luôn. Tình yêu nào lấy L21 thì mình chốt cho em luôn nhá. 169.000 ạ, giá siêu rẻ, hàng đẹp. Chất đẹp luôn, hàng xịn ạ. Áo con canh mặc sẽ là lên luôn cho em là N50. Màu thì tí nữa mình xem lại like giúp em. Còn áo này lên cho em là L21. Em tặng các chị với giá là bao tiền? 169k. Một màu duy nhất cho em nhá. Cái này em chỉ có đúng một màu thôi, còn hai con gì đấy. Ơi em là lên cardigan này nhá mọi người ơi. Xinh lắm, cardigan này có hai loại đấy. Loại cúc đồng và cúc nhựa. Cúc đồng thì bao giờ nó sẽ đắt hơn cúc nhựa thì nó mỏng hơn. Lên áo này hộ em nhá, còn ít em sale note này. E152 cơ ạ. Mã dài đấy. Lên hộ em sẽ là E152 nhá. Xem hộ màu ấy chị bác. E152 cho em này. Áo khoác GG xinh này. Áo khoác GG xinh luôn, E152. Chị nào là E152 thì mình chốt luôn cho em nha. Màu nâu, màu kem. Kem nâu đậm, nâu nhạt nhá. 159.000 thôi, E152. Áo này em chỉ có mỗi màu 10. Áo UC đẹp luôn này. Em có màu nâu đậm, màu nâu nhạt. Và màu này các chị lên cho em là kem, 159 thôi. E152 và kèm màu cho em là nhá. Chất đẹp không? Chị nào là E152 thì mình chốt cho em là E152. Chất siêu đẹp luôn. Và áo này mình sẽ form đến cho em là 65 cân. Em tặng khách với giá là 159k nhá. Còn bên luôn cho em lại mã số là E152 ạ. E147 là dưới 60 cân giúp em. Áo này các chị chốt thôi em sẽ là E152. Lên quần ạ. Rồi ok, tiếp tục em sẽ lên quần nhá. Nhưng mà quần bò hôm nay em sẽ không có đăng ký suất nào đâu ạ. Đây, các chị nhìn cái form áo khoác cho em này. Mặc cái áo này cho em, mặc áo giữ nhiệt trong. Mình khoác áo này bên ngoài đẹp. Còn mình mặc áo sơ mi có cái cổ á, nhìn cái này em rất là xinh. Mặc cái chân váy dập ly cũng rất là đẹp luôn. E152 và kèm màu cho em nhá, cardigan. Em sẽ có cho mọi người là màu nâu nhạt em đang mặc, màu nâu đậm và màu kem. Có cái chun eo lên cho em. Áo khoác cổ vest có chun. Áo khoác cổ vest mà có cái chun eo là gì nhỉ? Nâu đậm, nâu nhạt và màu kem. Lên luôn cho em lại là E152. 68 cân em chốt đơn. Cúc của em là cúc đồng, không phải là cúc nhựa nhá. Cúc đồng hàng đẹp luôn. Và em tặng khách với giá là 159.000. Quá rẻ. Ok, chị Hà Giang có cho em lại luôn này. Để không ạ? Nâu, kem, đen, 3 màu cho em nhé cả nhà. À nâu, đậm, nâu nhạt và kem. Em tặng khách với giá là 159.000. Comment đúng cú pháp cho em lại là E152. Chất thì không cần chê luôn, chất rất là đẹp luôn nha. 159, ok em qua nhá. Cho chị đây. Con nào lên con gấu đi. Hay lên N74 đi. N74 để gấp mẫu luôn em. Áo này chắc còn hồng nhiều. Hai đi đang xinh xinh em. Không biết là có cái bọc hàng nào mà nó bị lẫn cả là áo cọc tay, áo dài tay, áo giữ nhiệt hay áo thun dài tay á. Không biết là anh Kiên phân hay là anh Kiên vẫn cho vào túi bọc đen nhỉ. Hôm qua chị cho hết vào túi bọc đen cho gọn. Mà không biết anh Kiên phân chưa.
200, sao chị giá tiền đấy gái? E200 cho em lại nhá, khoác lên nhung. Còn em mặc 229.000. Xem lại like chốt đơn bình thường chị ạ. E200, 275.000 quá rồi. E200 em có hồng và có tím than nhá, 275. Áo khoác lên nhung xịn. Lên luôn cho em lại là E200. Chị nào lấy màu nào comment màu đấy cho em. Có cho em màu hồng và sẽ có cho em màu xanh nhá. Màu hồng và màu xanh 275k. Áo đấy là N50 239.000. Hoodie là 239 chị Duyên ơi. Còn mình lên cho em áo này là E200, áo khoác len nhung xịn. Có theo logo ở đây. Và em tặng khách với giá là bao tiền? 275.000 đồng. E200. Quần bò em không có lên. Chị nào lấy E200 thì mình chốt lại em luôn nha. Chất này, trời ơi. Con này mà mặc chân váy các thứ, mặc chân váy dập ly áo sơ mi rất là đẹp. Lên luôn cho em lại mã số là E200. Em có màu hồng, em có màu xanh nhá. Em tặng khách với giá là bao tiền đây? 275k. Ok, chị Thanh Nhàn có cho em một hồng, có cho em màu hồng và có cho em màu xanh. Tình yêu nào lấy màu nào comment màu đấy cho em theo logo ở đây. Theo logo xịn và nó là khoác nhung. Cái này nặng gần 1 cân cho em đấy, 7-8 lạng gì đấy một con áo này này. Trời ơi chất này. Nó mềm, nó mịn, nó sướng lắm. Lên luôn cho em mã số là E200 ạ. Đơn hôm qua nhà em chưa gọi hết nha chị. Áo này em còn 2 màu, đơn giản dễ mặc. Con L44, đơn hôm qua thì em chưa gọi hết đâu ạ. Đỏ và nâu giúp em nhé. N44. Em có màu đỏ và em có màu nâu. Chị nào lấy áo nỉ này lên cho em lại là N44. Ai lấy đỏ chốt đỏ, ai lấy nâu chốt nâu. Và giá cho mọi người là 225k. Túi xịn luôn. N44 nhé, em tặng khách là 225. Comment luôn cho em là N44 á. Em tặng khách là 225.000. Có cho em màu nâu và có cho em màu đỏ. Đơn giản dễ mặc. Đối với những chị nào không thích quá cầu kỳ, N44 cho em nhá, 275. À, 225.000 đồng thôi ạ. Em sẽ có cho mọi người là nâu và hồng. À, nâu và đỏ đô. Áo nỉ hoodie chất đẹp, phối viền da. Đấy, các chị thấy viền da của em không? Giá cho mọi người luôn là 225.000. Cho chị tiếp một mã áo gió đi. N44 cho em nhá, 225.000 đồng thôi em, N44 á. Chị nào chưa mua áo này thì mình nên tranh thủ mua. Áo này đắt hàng cực kỳ luôn cho em ạ. N57 em không biết là còn hay không ấy, chị cứ lên cho em là N57. Nếu mà còn hàng thì nhân viên thì em sẽ gọi cho mình. Còn áo này mình sẽ lên cho em là N44, màu đỏ và màu nâu cho em nhé. Em tặng khách với giá là 225.000 đồng. Áo em mặc nó sẽ là 275k, mã số là E200, có cả xanh than nữa. Còn áo này mình sẽ lên cho em là N44. Em tặng khách với giá là 225.000 đồng cho em, được chưa ạ? Có cho em màu nâu và có cho em màu đỏ đô nhé, màu nám xinh. Quần thì hôm nay khá là ít. Lên quần gì được các chị nhờ? Quần nó toàn quần ít thôi. Quần số lượng ít ít, vài cái. Lên chân váy đi. Chân váy nhung cho em nhé. Em xả nốt C52 đi. Chân váy này em xả nốt này. Em tặng các chị luôn chân váy này đi. 175k C52. Có đen và có nâu nhé. Chân váy nhung. Hả? C52 và kèm màu cho em lại nhá. Cho chị nốt kéo phông đi. Còn bò nó còn dạng ít không? Đưa đây. Còn mã bao nhiêu đây? E50 à? E63. Còn mã này E63. Chân váy cho em nhá. Mới đọc là xe máy nhỉ? C52, xe màu chữ C52 không? 175 cho em nhá. Nâu và đỏ. À, nâu và đen C52, 175. Áo giữ nhiệt thì chắc hôm nay em không lên, hôm qua em lên hết áo giữ nhiệt rồi. Mai lại về tiếp. Rồi, nâu và đen giúp em nhá. Nâu và đen. C52 giúp em, 175 C52. Áo mũ canh mặc là 229.000 đồng. Áo này lên cho em lại là C52 mọi người nhá. Có cho em màu đen và có cho em màu nâu. Giá cho em là 175 C52, 175k giúp em, có nâu và có đen. Chị nào lấy C52 thì mình chốt cho em luôn nâu và đen nhá. 175k C52. Ai lấy C52 thì mình chốt cho em là C52, có nâu và có đen giúp em, C52 giúp em nhá, 175. Kèm màu giúp em chân váy nhung dập ly. Áo mũ là 239k chị nhá. Lên hộ em chân váy này sẽ là C52. Ok chưa? Kèm số điện thoại giúp em.
Áo này mình sẽ lên cho em là E63. Em sẽ có màu cam và em sẽ có màu đỏ, em xả nốt màu đỏ nhiều. Nên là em xả các chị luôn. 99.000 đồng thôi. Lên cho em mã số sẽ là gì đây ạ? E63 nhá, có cam và có đỏ. Em xả các chị có 99.000 đồng thôi. Trời ơi, em nói với mọi người là chất rất là đẹp luôn. Chất của nó là hàng 2 lớp, gió 2 lớp, mặc nó mềm, nó nhẹ. Nhưng mà chẳng qua em còn 2 màu là đỏ và cam, em xả nốt 99.000. 2 lớp lót nhá, E63 và kèm màu giúp em. Tag mark đầy đủ luôn này, chưa đến 100k một kéo gió. Coi như mình mua đi, mình mua về mình dùng dần đấy ạ. Rồi, E63 giúp em nhá. Có cho em màu đỏ và có cho em màu cam, 2 lớp lót và em tặng khách có 99.000 thôi. 99.000 đồng cho em, mã số là E63. Chị nào lấy đỏ chốt đỏ, chị nào lấy cam chốt cam, mua hai cái về mặc đôi với chồng. Mặc đôi với người yêu nhá, 60 cân trở về em chốt đơn. Lên luôn cho em mã số là gì, E63 giúp em, 99k. Áo gió gì mà bán 99.000 đồng con này, đỏ em thấy đẹp mà. Đỏ, nếu mà chị em mình không thích màu đỏ nhá, mình mua về tặng người yêu đúng không? Ấy, tặng chồng. Hoặc mua cho con trai đi học, em thấy nhiều bạn mặc màu đỏ mà. Màu đỏ mà dễ mặc. Chị mình mặc tim, mặc nhóm, mặc quá là nổi luôn. Nếu mình mặc một màu, kiểu chị em mình mặc một cái như này thì nó không nổi. Nhưng mà mặc nhiều không? Mặc tim, mặc nhóm cái này rất là nổi luôn. Chất đẹp, sạch. Đặc biệt chị nào làm việc trong môi trường mà nó có nhiều bụi ấy, bụi vải này, rồi bụi các thứ ấy, đó thì mình mặc cho em những cái màu như này nó dễ mặc lắm. 99k. Cái này nhà em không có size chị Hạnh ạ. Một size giúp em nhá, 62 con em chốt đơn. 2 lớp lót có dây rút. Tất cả áo gió nhà em đều có dây rút. Có dây rút ở dưới eo. Khi nào các chị mặc quá rộng thì mình sẽ rút vào giúp em. Hoặc mình có thể nới ra tùy chỉnh, tùy mọi người nhá. E63 áo gió màu trắng em có rất nhiều. Chị nhà em có đầy đủ tất cả các màu. Nhưng mà giờ hơi tại vì mã này nó có mỗi màu này, đỏ và cam. Áo em đang mặc là 99.000 đồng, E63. Ok, chị Bảo Linh có cho em lại luôn này. Comment cho em lại là E63. Q81 em còn chị nhá. Lên cho em lại mã số là Q81 thôi. Bây giờ em không có lên được. Còn áo này các chị lên cho em lại là E63. Tất cả của em là theo logo tay. Tay nó là theo logo nhá, theo bằng tay ấy. Chất đẹp, chất xịn lắm. 99.000 đồng E63. Lên luôn cho em lại mã số là E63 nhá. Rồi, tiếp tục cho em một cái mã áo nỉ này, N74. Là em hết con này rồi đấy. Chị nào lấy nhanh thì các chị bấm liền. Áo này em không về nữa. Bây giờ càng ngày nó càng tăng tiền ấy, nó toàn đuổi cao thôi. Một cái áo mà tăng nó tăng lên 2 đồng, nếu mà tính cả tiền cước nữa là hơn 10.000 một cái áo rồi. Nên là cái áo này em không về nữa nhá. Chị nào hôm trước chưa chốt được thì mình chốt lại hộ em. Mã số là N74. Em có màu nâu, màu kem và màu đen. 149. 149k nhá. Kem đen cam à? N74. Lên luôn cho em là N74. Màu này thực ra là chị nào da trắng, da ngăm đều mặc đẹp, em thấy đều mặc đẹp. Và 65 cân mọi người chốt đơn thoải mái. Áo nam em chưa có về nhá. Em mới về áo gió thôi. Các chị có thích về áo nỉ không? Bộ thì em đang phân vân lắm. Tại vì nó lẻ size, lẻ số khó lắm mọi người ạ. Cái lúc bộ nam sale nó khó nhất trên đời luôn. Đấy là em đắn đo là không về. Em sẽ có màu cam nhá, màu kem và màu đen, 149 ạ. Lên luôn cho em lại là N74. 62 cân chốt đơn giúp em. Áo này thì mặc cái gì cũng được. Quần da cũng được, chân váy cũng được, quần sóc cũng được. Các chị mặc cho em sóc bò này, quần legging này, quần bò này. Rồi, N74 giúp em nhá. Có màu cam này, màu đen này, màu kem này. Áo đen xin phép hạ mẫu nhá, 149 ạ. 149k N74. Màu cam, màu kem, màu đen. Áo này đơn giản thôi, mẫu hot của năm nay đấy, họa tiết nhỏ nhỏ xinh xinh. 65 cân chốt đơn thoải mái cho em, nếu chị đào cao không chị mình có đến 63. 63 cân trở về nhá, đen, kem, cam. 149. Gió nam bây giờ em không lên nhá. Em đang trả đơn cho khách nha. Cái này có nhiều không em? Đây có 4 cái. Có 4 cái à? Cho tặng các chị đi. Cái này có legging. Em tặng luôn nhá. Legging tâm. Lên luôn cho em mã số là mã số là gì? Quần này mặc đi ngố. Màu hồng, màu đen. Em tặng khách nốt là 25.000 hai chiếc. Lên luôn cho em mã số là combo quần. Có được hai combo thôi.
25.000 hai cái nhá, combo quần. Quần đấy là quần tăm giúp em nhá, 25.000 hai cái á. Rồi lên cho em á, số là quần tăm, à đâu, combo quần 25.000 hai cái. Rồi lên áo này hộ em. Áo phông A80. A80 cho em mọi người nhá. Trắng đen xanh dương. Áo phông này của hãng 3158. A80 giúp em. Em có màu trắng này, màu đen, màu xanh dương, màu y nhá. Lên luôn cho em lại là A80. Chị nào lên A80 thì mình chốt cho em nhá. A80 và cái màu cho em. Rồi em có màu trắng, màu đen, màu xanh dương, màu ghi. 99K A80. Chị nào lên A80 thì mình chốt cho em nhá. Em tặng khách là 99.000 đồng cho em áo phông của hãng 3158. Chuẩn hàng, đẹp hàng xịn luôn. Chị nào mua áo này nhé em chưa? Mặc có đẹp không? Chất có sướng không? A80 cho em nhá, 99.000. 65 con em chốt đơn, nam nữ được mặc đẹp. Tình yêu nào lấy áo này cứ comment đúng hộ em mã là gì đấy. A80 em có trắng, có đen, có ghi. Trắng, đen, ghi, xanh dương nhá. 99.000 đồng giúp em áo phông. Phông thu, cái này là mặc phông thu ấy. Chất đẹp lắm, 99.000 đồng. Lên luôn cho em mã này sẽ là A80, em có màu trắng. Phong này các chị sẽ chốt đến cho em là đến 65 cân, nam nữ đều mặc đẹp. Màu đấy chị lên cho em là đen. A80 màu xanh dương. A80 màu ghi. Em tặng khách là 99.000 đồng thôi. Áo phông hè, áo phông thu ấy, chính xác hơn là áo phông thu. Chất thì quá là đẹp rồi. Em tặng luôn là 99.000 đồng nha, A80. Chị nào lấy A80 thì mình comment cho em là A80 cho chị con khoác cardigan em ơi. E201 xem là còn màu gì. E201 thì như trên tầng hết, chỉ còn dưới đây hay sao ấy. Này, khoác lên cardigan đây này. Vẫn đang còn á. A80 cho em nhá. Ôi, tự nhiên mỏi tay quá. A80 màu trắng này, trên tầng thì hôm nay chị lục lại không thấy. Màu đen cho em này. Màu không còn. Hết rồi đấy. Hết rồi, không thấy. Màu xanh dương và màu ghi. Comment cho em là A80 nhá, 99.000. Mỗi màu em còn vài cái thôi. Chị cho khui lên cho chị cái này ơi. Mickey này là gì nhá? N75 hay sao ấy? N75 cho em nhá. Con này quá là hot nhưng mà còn mỗi màu một do hàng hoàn của khách. N75 cho em mọi người nhá. Trời ơi, con Mickey này xinh muốn xỉu này, màu hồng này. Nâu và đỏ đô nhá, 225K N75. Chốt ngay và liền cho em mã này sẽ là N75. Em tặng khách với giá chỉ có 225.000 đồng. Em có màu đỏ nhá mọi người nhá. Màu đỏ này. Màu này chị sẽ lên luôn cho em là màu nâu này. Áo Mickey, áo nỉ Mickey con này thì rất là đẹp rồi. Bán nhiều con này lắm rồi ạ. Màu hồng. Em tặng chị với giá là bao tiền đây? 225.000 đồng. N75. Chị nào lấy N75 thì mình chốt cho em nhá. 225. 225.000 đồng cho em. Chất rất là đẹp các chị ơi. Nhìn chất của em này. Nó mềm, nó mịn, mặc lên rất là sướng nhá. Em có hồng, có nâu và có đỏ đô, 225k. Áo nỉ này xinh lắm, chị nào mua áo này nhà em chưa? Áo này là còn mấy cái là do hàng hoàn của khách đây. Khách bom về đây. Chứ còn áo này đợt trước là cháy hàng, còn không có hàng trả khách ấy. Đấy, bây giờ chị nào mà chốt được lại bom. Áo nỉ này rất là ấm luôn. Ấm, đẹp, bền, 225k. Quay máy giặt vô tư rồi. N75 cho em, đằng sau này. In hai mặt nhá. In hai mặt luôn cho em, 65 cân chốt đơn thoải mái. Em sẽ có cho các chị đây là màu hồng. N75 màu hồng. Và các chị nhìn cái lót nỉ ở trong này. Nó mềm, nó mịn lắm nha cả nhà. Nó mềm, nó mịn luôn cho em. Em có màu hồng. Chị ơi, XL với 2XL nó cũng xem nhau mà. Nó cũng xem nhau thôi. Màu nâu cho em này. Màu này lên cho em là màu đỏ đô. Màu đỏ đô cháy hàng. Riêng mã này thì là đỏ đô là bán được nhiều nhất. N75 và cái màu cho em là nhá. Cái áo này là còn từng mẫu là thế. Mẫu này thôi à. Mỗi màu một cái à. Trong nhà còn không? E201 cho em lại nhá. Áo khoác cardigan đẹp lắm, trơn. Chị nào mà không thích áo nào mà hình thù thì mặc cho em áo trơn như này. E201. Chất dày, chất đẹp đấy. Tọc màu hộ chị với. E201 cho em lại nhá. Nghe giá các chị không thể tin được luôn ấy. Chất dày lắm này. Đẹp không? E201 và kèm màu cho em nhá. Em sẽ có màu... màu rêu à. Rêu đỏ đô. À đâu là màu hồng chứ. Màu nâu. Màu kem nhá. 179k đúng không?
179k. Con này em nhớ nhầm giá đấy. Đáng nhẽ con này hơn 200. Nhưng mà hôm em nhớ nhầm giá có 179.000 thôi. Ok em sẽ bán luôn nhé. E201 giúp em. Màu hồng, màu kem, màu nâu và màu em mặc là sẽ là màu xanh. Xanh của em sẽ là cái màu xanh nhạt thôi. Cái màu xanh nhạt nha mọi người nhé. 179k E201. Chốt rồi em luôn là E201 màu kem này. Đẹp không? Rất là đẹp luôn. Có túi, em thích áo nào có túi lắm. Để chị em mình ví dụ như là em về có thể mặc mình kiểu là mình khoác ở bên ngoài đúng không cả nhà. Rồi mình bỏ tiền nong, bỏ điện thoại các thứ ở đây. Đấy cho nó thoải mái. Giá luôn cho mọi người là 179.000. Qua bên luôn cho em là E201 nhá. Chị nào muốn xử lý đơn hàng thì mình cứ inbox vào trang bếp hộ em nhá. Còn mình lên luôn cho em là mã số là E201. Ok chưa các tình yêu. Áo này chất dày, chất đẹp, ấm lắm. Có 179.000 đồng thôi. Em có xanh này, có nâu này, có màu kem và có màu đỏ đô. Màu hồng chứ. Lên luôn cho em là E201. Màu nào em thấy cũng đẹp, chất rất là dày. Và giá luôn đó mọi người là 179k. Qua bên luôn cho em là E201 kèm màu kèm số điện thoại cho em nhé. 179.000 đồng cho em này. Có túi cho em, dòng cardigan có túi á. Chốt luôn cho em mã số là E201 nhé mọi người nhé. Chị nào lấy màu nào comment màu đấy cho em. Em sẽ có màu xanh, màu hồng. Màu hồng đi, cho chị màu đấy. Màu kem và màu nâu bò nhé mọi người. Nâu vàng ấy, đẹp không? Chất dày lắm ấy, chị nào mà nhận con này về chỗ sướng. Nó dày như cái chăn bông ấy. Có 179k thôi. Toàn màu hot luôn ấy, này. Chất len đẹp chưa? Đó, len đẹp cúc cho em, xịn sò luôn. E201 nhá. Lên luôn cho em mã số là E201 giúp em. 179k. Nhớ giúp em mã và kèm số chị Hiền ơi. Chưa có số em không có đơn nhá. Em không tua lại mã đâu. Chị nào có thì mình xem lại like giúp em. Ok chị Lê Nga cho em xin số đi ạ. Chị Lê Nga ơi cho em xin số nhá chị nhá. Cho em xin số chị ơi. Nhớ giúp em là mã và kèm số điện thoại. Em tặng khách với giá là bao tiền. Này em ơi sáng máy cho anh ấy. Sập nguồn luôn. E201 và kèm màu cho em. Em tặng chị là 179k nhé. Em có mẫu đây. Chị nào lấy E201 thì mình chốt em luôn. 179. 179.000 đồng. Áo phông này còn nhiều em. Trắng nhiều à. A78. Trắng màu lớn đẹp nhất này. A78 áo này tặng chị đi. Sau đó chị xem mỗi màu còn bao nhiêu. Chiêm nốt còn áo này đi. Hàng đắt nhưng mà thôi cứ tặng chị nốt đi. A78 cho em là nhá. Duy nhất bạn này em xê vào với chị nốt đi. Được chưa? Duy nhất bạn này thôi nhá. Rồi lên hộ em sẽ là A78. Mỗi màu 5 à. Và em xê nốt nhá. Tặng chị nốt duy nhất bạn này 90.000. A78 đi. Em tặng chị 90.000. Có cho em màu trắng, màu xanh, màu đen, màu ghi. Chốt luôn cho em lại là A78. 90k thôi em. Áo hồng đằng sau em lên rồi chị ơi. N50. 239.000. Lên luôn cho em lại là A78. 90k. Em có màu trắng, màu đen, màu ghi, màu xanh. Tất cả hình cho em là hình in đẹp lắm. Hình này xịn lắm. Lên luôn cho em là A78 nhá, 90. Trắng, đen, xanh, ghi. Tình yêu nào lấy A78 thì mình chốt cho em. 90.000. 90.000 cho em nhá, A78. Qua bên luôn cho em mã số là A78. Cho chị con gấu em. 90.000 giúp em nhá, 90. Tình yêu nào lấy A78 thì cứ cần lên mã luôn cho em. Ê, con không gấu á. 90.000 nhá, A78 và kèm màu giúp em. Em tặng khách với giá là 90k. Ê, cái manto ít đấy. Chỗ nào còn manto ít này. 90.000 cho em nhá. Còn đấy à? Còn từng đấy. A78 cho em nhá. Màu trắng, màu đen, màu xanh, màu ghi. Ê, chị có sắp mấy cái manto còn ít rồi kìa. Đó, cái chỗ đấy. 90.000 cho em nhá. A78. Áo ngực đi ạ. Áo ngực nào chị? Áo da em mặc sẽ là A77, 45.000. Lên manto. Manto đẹp. Cái này có cái túi không nhỉ?
Ôi đẹp thế. Lên áo này cho em nhé bạn nhỉ. Xinh không á chị? Ê, có cái đai đâu, cái này có cái đai của nó đâu. Màu đen. Đen kem nâu cho em nhé. Đen kem nâu, mã bao nhiêu đây? E134. Chốt luôn cho em là E134 nhé. Có kèm cái đai nữa, có kèm cái dây đai này. E134 và kèm màu cho em có kèm cái đai manto mềm lắm. Lên luôn cho em mã này là E134 nhá. Hai size S và M. Có giúp em là hai size S M có kèm cái dây này. E134 giúp em nhá. Nâu kem đen. Em tặng khách áo này luôn 400 mấy nhá. Có màu cho em là màu đen này, màu nâu và màu kem có cái dây cài đằng sau này. 459.000 đồng E134. Em sẽ có màu đen nhá, màu đen, màu kem và màu nâu. Có cho em là size S và size M. S thì các chị sẽ đến 55 và M đến 62. Giá là 459.000 đồng hai size S M. E107 em còn nhá. Lên luôn cho em mã này sẽ là gì đấy? E134. Tay của nó là tay vắt lên như thế này. Và các chị ôm này không vắt lên thì mình sẽ là suông. Còn không thì chị em mình có thể săn một line như thế này cho em. Được chưa? Nó đẹp nhất là ở cái viền sọc như thế này. E134 và kèm màu giúp em nhá. Giá luôn nữa các chị là 489k có hai bên đệm cầu vai. Nhìn cái cầu vai mình rất là thẳng. Mặc cái này nhìn form nó đứng nó đẹp. Màu nâu cho em và màu nữa là màu kem. Có thêm cả dây. Chị nào thích thắt eo cũng được. Mà không thích thì mình sẽ mặc suông như thế này. E134 và kèm màu cho em nhá. Bên trong của em là hàng hai lớp lót chất xịn lắm. Chất mềm. Mềm ơi là mềm luôn. Và giá cho mọi người rất là rẻ rồi. 489k. À 459k chứ. Màu này chị lên giúp em là màu nâu này. Màu nâu giúp em đi nhá. Hai size S và size M. Chị nào lấy size nào thì mình comment size đấy giúp em. Vét kẻ hôm nay em có lên một mã là E110 chị ạ. Đây. Màu này chị lên cho em lại là màu nâu. Đẹp không ạ? Màu nâu cả nhà nhá. Có cái cài, có cái dây eo á. Có nghĩa là có cái dây eo đằng sau. Các chị thấy thắt thoải mái luôn cho em. Rồi 459.000. Lên luôn cho em mã số là E134. Chị nào là E134 màu nào mình chốt em nhá. Có cái dây cài đằng sau. Đó. Comment luôn hộ em sẽ là E134. Rồi đen kem nâu nhá mọi người nhá. 459.000. Này cái này cho lên đi. Áo này còn nhiều em, E71. 95.000 giúp em nhá, E71. Xanh kem trắng bảo đến lại mã này đi. E71 giúp em. E71 em cứ nhắn duyên ấy, bảo cái mẫu nào bán lâu lâu mà đang còn nhiều hàng trên kệ. Đếm lại đi. E71 cho em lại nhá. E156 em không nhớ còn hay không. Chỉ cứ lên mã kèm số đi, nếu còn nhân viên thì em sẽ gọi. Rồi E17 à. Lên luôn rồi em, mã này sẽ là E71 nhá. 95.000 giúp em. Có màu kem màu trắng và màu đen. À kem trắng xanh. Comment luôn hộ em là E71. Và em tặng các chị luôn với giá là 95.000. Chị chẳng thấy cái hộp sạc của chị nhỉ. Chị 95k cho em E71. Chốt rồi em là E71 giúp em nhá. Tặng khách là 95.000 đồng. Em sẽ có màu trắng, màu xanh và màu kem. Áo này các chị sẽ đến luôn giúp em là 65 cân đi. À 60 cân, 60 cân là đẹp nhất. Này nó mềm lắm, mềm dày đẹp luôn mà giá có bao tiền. 95k một áo khoác như thế này. E71 và kèm màu cho em, chất len này nó quá là sướng ấy chị, nó mềm lắm. Các chị sờ mà xem nó mềm, nó mịn, mặc lên rất là đã đời luôn. Lên luôn cho em là E71 nhá. Manto dài em không có lên. Gió nam hôm nay em cũng không có đâu ạ. Gió nam hôm nay em không có nhá, phải mai mới có các chị nhá. Rồi lên hộ em sẽ là E71 kèm số điện thoại. 95k một chiếc áo khoác đẹp như thế này. Màu kem màu đen, à màu kem màu xanh và màu trắng. Tình yêu nào là E71, màu nào chốt liền cho em màu đấy. 95k. Thích thì các chị có thể chốt hai cái đây này. Áo phông này nha em, siêu xịn luôn. Trời ơi. Hay chốt nhiều lắm. Các chị này, con áo phông này này. Con áo phông Mickey này. Xinh dã man. Nhà em có chốt qua tin nhắn á. Nhưng mà nhiều khi chốt qua tin nhắn nó sẽ bị chậm nhá mọi người nhá. Nó sẽ bị lâu ấy. Nên là nhiều khi đến lượt các chị thì nó sẽ bị hết hàng. Nếu chị nào nghe được điện thoại thì mình có thể đặt hàng trên live cho em cho nó nhanh. Có lên hộ em áo này nhá.
trắng, xanh, đen, ghi, đỏ đô. Áo này chốt cho em là A32. A32 giúp em nhé. A32. Em có màu đỏ này, màu ghi này. Đấy, màu đen, màu trắng. Áo phông của 3158. Chất đẹp luôn, chất miễn chê luôn. Màu đen đây. Màu đen đây. Quý vị ơi, màu đen đây. Cái màu đen cho em. Màu trắng và màu xanh nhé. Lên luôn cho em là A32. 99.000 đồng A32. Nhà em gửi qua Zin Nizavan nhé mọi người nhé. Nhà em gửi hàng qua vận chuyển là Nizavan ạ. Lên áo này cho em lại là A32. Quần da em mặc có bán Q74 bác ái. Đây, 99.000 đồng cho em A32. Chốt luôn hồi em là A32 nhá. Cút đi đằng sau là 239.000. Rồi mình lên luôn cho em số là A32 giúp em. Màu đỏ đô. A32 màu xanh, màu trắng, màu đen và màu ghi. Chị nào lấy A32 thì mình chốt hồi em nhá. Em tặng khách với giá là 99.000 đồng. Ship Bình Dương giúp em là 30.000 ạ. Là ship ở Bình Dương nha nhỉ. Màu đỏ, màu xanh, màu trắng, màu đen, màu ghi. Chắc là tùy từng địa điểm mắc ạ. A32 và kèm màu giúp em tặng khách 99.000. A32 nhá, chị nào lấy A32 thì mình chốt rồi em nhá. Thôi mọi người em nghỉ nhá, chị nào có đơn thì mai để ý nghe máy giúp em nhá mọi người nhá. Bye bye các chị.